Trang Duệ là một chàng trai soái ca cun ngầu lại giỏi võ, đúng là mờ lem, anh là nhân viên làm việc tại một hiệu cầm đồ. Một hôm, anh cùng vui chơi với bạn bè, mọi người cùng quẩy cùng uống rượu vô cùng vui vẻ. Nhưng khi tàn tiệc, cậu lại cô đơn đi bộ về tiệm cầm đồ. Một mình cậu trong cửa hiệu bao la rộng lớn, đen kịt. Bỗng một chiếc xe đỗ trước cửa, một nhóm người đeo mặt nạ còn cầm súng, muốn cướp cửa hiệu. Trang Duệ tưởng tượng anh cởi bỏ kính, nhào ra, một đánh ba với nhóm cướp này. Anh đã một cước, tên trộm liền văng ra 8 thước, bọn chúng nổ súng bông bắn tung tóe, anh né được hầu hết các đường đạn. Bọn họ đánh nhau nổ lửa, cuối cùng anh dùng chính súng của bọn họ giết chết hết tất cả. Nhưng tất cả chỉ tưởng tượng thôi, hiện thực thì anh canh bọn chúng không để ý, bấm chuông chống trộm. Sau đó bỏ chạy một mạch, bọn chúng thấy có người phát hiện liền nổ súng về phía anh, những mảnh kính vỡ văng tung tóe, có một miếng nhỏ sượt qua mắt anh. Anh đau điếng mà gục xuống, bọn cướp sợ hãi mà bỏ chạy. Tang Duệ tỉnh lại, đã ở trong bệnh viện, mặc dù mắt anh có băng gạc che mắt nhưng anh vẫn thấy đường đi, vẫn thấy từng người, đến khi anh vào nhà vệ sinh mới nhận ra mình còn băng mắt vậy mà vẫn thấy đường. Thậm chí mắt anh có nhìn vạn vật xa ngàn dặm, từng tế bào từng vật đến chi tiết, anh về phòng tự bỏ băng mắt. Mang kính vào lại thấy mờ mờ, khi bác sĩ đến dù đeo khẩu trang anh vẫn thấy rõ khuôn mặt thật sau lớp khẩu trang của bác sĩ. Trang Duệ không ngờ lần tai nạn này làm mắt anh bị dị biến, có thể nhìn thấy điều người khác không thể thấy. Miêu Phi Phi của cảnh sát hình sự nghi ngờ anh chung bọn với nhóm cướp nên đến bệnh viện điều tra, đưa cho anh một quả táo. Nhưng khi anh nhìn liền biết quả táo này đã hỏng, nói không tin, cô ấy lại bắt anh ăn, anh tức giận liền ăn, không ngờ đúng thật, quả táo bị sâu ăn hư như những gì anh đã thấy. Phi Phi cứ hỏi cả tối anh đã làm gì, điều tra hỏi mãi, làm anh cũng phát điên lên mất. Cô ấy nhận định anh là người duy nhất chứng kiến toàn cảnh cướp nên sẽ điều tra bắt nguồn từ anh. Trang Duệ đã xuất viện về nhà, nhưng chỉ cần nhìn xuống giày của ông chú, anh liền đau cả đầu, hoa mắt, anh đã nhìn thấy ông chú này đã làm những gì. Anh nhìn vào từng món đồ cổ, càng nhìn liền mắt hoa lên, những hình ảnh chớp nhá, rồi cứ thoáng qua trong đầu. Anh nói với ông chú anh muốn lập nghiệp dù khó khăn đến mấy anh cũng sẽ làm cho bằng được, nhưng chưa gì về nghe người anh em của mình thiếu nợ đến 200 ngàn. Anh ta muốn mượn tiền anh, còn đưa một miếng ngọc hình lọ hoa cho anh xem bảo nó rất đáng giá, nhưng anh vừa nhìn liền thấy được đây chỉ là ngọc bình thường, người công nhân làm ra cả trăm chai giống vậy. Anh tập làm quen dần với đôi mắt dị biến này, tập nhìn xung quanh và khắp nơi để có thể sử dụng thuần thục hơn. Ngày đẹp trời, Trang Duệ cùng anh em của mình đi dạo phố, họ còn đem miếng ngọc đi bán lại, nhưng chẳng ai thèm mua, thậm chí có một ông chủ đòi cho họ xem món đồ tốt hơn. Tần Băng Băng đến xem đồ cổ, ông chủ tiền là người làm công ở Phan Gia Viên, những món đồ trong tiệm là một tay ông ta quản lý. Bạn Trang Duệ cho ông chủ một hàng đồ cổ xem miếng ngọc, nhưng chỉ được trả có 5 tệ. Anh ta cứ nghĩ món đồ của mình có giá dữ dằn, có thể lên đến 50.000 tệ, nhưng sự thật mất lòng. Món đồ của anh ta không thể hơn 5 tệ được. Ông chủ này cầm một món đồ cổ chuyên đựng dế, vô tình Trang Duệ nhìn thấy được món đồ này là một đồ tốt, đúng nghĩa đồ cổ, anh muốn mua dù là ông chủ hét đến 600 anh vẫn mua. Vô tình lúc này Băng Băng đến muốn mua lại nhưng anh không muốn nhường. Ông chủ Phan muốn làm đẹp mặt trước bạn gái nên đứng ra đàm phán muốn mua lại lọ đựng dế này, anh ta còn trả đến 50.000. Trang Duệ nhận ra hồ lô này không phải màu đen mà là màu đỏ, chú Đức xuất hiện kiểm chứng cho mọi người xem lọ hồ lô này xác thực là đồ đáng quý, chính xác là màu đỏ. Chú Đức là giáo sư lịch sử còn là chuyên khoa về văn vật của Bắc Kinh, lời nói của ông có giá trị và đáng tin tưởng hơn rất nhiều. Ông chủ Phan cho rằng đây là một hồ lô rách nát, chú Đức quyết định cho mọi người thấy dáng vẻ thật của chiếc hồ lô này. Sau khi dùng dầu lau sạch, hồ lô liền hiện ra màu đỏ, mọi người còn nhận ra đó chính là Tam Hà Lưu, đều từ thời Quang Tự. Ngay cả ông chủ tiền cũng xác định những điều chú Đức nói là chính xác, món đồ quý như vậy bán giá bao nhiêu cũng không đủ. Chú Đức muốn bỏ ra 100.000 để mua lại từ Trang Duệ, bạn Trang Duệ đòi ông chủ Phan nếu mua lại phải 300.000. Ông chủ khi nãy bán lại cho Trang Duệ cũng đòi mua lại với giá 600.000, ông chủ Phan làm gì chịu nổi, làm người đẹp mất vui, như cú vả vào mặt anh ta đòi trả đến 800.000. Bạn Trang Duệ chưa chịu yên, còn đòi lấy miếng ngọc của mình đưa cho chú Đức xem, chú nhìn thôi đã muốn mệt, miếng ngọc này còn không giá trị bằng con dế bên trong hồ lô. Trang Duệ cùng bạn mình quyết ăn một bữa no say, ăn mừng hôm nay có một mớ tiền vào tài khoản. Trang Duệ ngồi một mình trong phòng, mắt anh đột nhiên phát sáng nhìn vào ly trà hoa cúc, từng giọt nước, đến từng cánh hoa canh còn thể nhìn thấy thật sâu vào từng cánh hoa. Phi Phi mang mảnh ngọc, bằng chứng hôm tiệm cầm đồ bị cướp đến một cửa hiệu kiểm tra, vậy mà có thu hoạch lớn. Mảnh ngọc này mặc dù chỉ là ngọc bình thường nhưng lại thường là đồ cặp, còn một mảnh ngọc ghép đôi với cái cô đang giữ. Trang Duệ cùng bạn mình đến tiệm đồ cổ, anh nhìn thấy được người ta làm giả bình cổ từng bước một,
vậy mà còn đòi bán ra với giá cao. Anh cảnh báo chó người nước ngoài kia không được mua, ông chủ tiệm đồ cổ điên tiết muốn đánh anh và bắt đền anh. Vô tình lúc này Phi Phi đuổi theo người theo dõi cô đi đến, Trang Duệ liền giữ cô lại nhờ cô giúp đỡ, ông chủ tiệm đồ cổ mới thôi gây sự. Phi Phi thấy quá trùng hợp, lần nào cũng gặp Trang Duệ, cô nghi ngờ anh có tham dự vào chuyện cướp tiệm. Kẻ tình nghi kia canh lúc cô không để ý, chạy đến cướp thùng đựng bằng chứng trên tay cô, Phi Phi cật lực đuổi theo tung một cước, liền lấy lại được thùng, nhưng tiếc là không bắt được kẻ nào. Trang Duệ đi dạo khu phố đồ cổ, bao nhiêu dĩa cổ trên quầy anh đều không chọn, chiếc dĩa đơn giản úp ngược anh lại chọn. Anh đem dĩa này về cho chú Đức xem, chú mắng anh học bao nhiêu năm uổng công, chiếc dĩa này là đồ ghép, cái đấy đúng là thời lò ca, nhưng xung quanh lại là đồ giả. Chú Đức rủ đến khu Phan Gia Viên, xem buổi đấu giá. Trang Duệ muốn tìm hiểu cũng muốn thử đôi mắt của mình nên đồng ý đi. Trang Duệ canh lúc không ai để ý, mở đôi mắt dị biến của mình nhìn bức tranh cổ, vì không ai chịu ra giá. Trang Duệ sau khi nhìn liền đòi mua với giá 9.000, anh cố gắng trả giá nhưng bọn họ nhất định 12.000 tệ không bớt một xu. Một ông chủ giàu có họ Mã lại nói giúp anh, còn bỏ ra thêm 3.000 để anh mua được bức tranh. Trang Duệ vì muốn cảm ơn nên đưa ông Mã này đến nhà thầy mình, chính là chú Đức. Chú Đức xem kỹ bức tranh, thật ra cũng là đồ ghép nhưng ông vẫn cần xem xét kỹ hơn. Sau một hồi với cuộn tranh, ông đã phát hiện ra vậy mà lại là hai bức tranh, một bức tranh khác ẩn giấu bên dưới, đó mới là bức tranh thật. Ông chủ Mã kia muốn mua lại bức tranh với giá 15 triệu, nhưng Trang Duệ lại chỉ bán với giá 5 triệu. Vì khi nãy mua tranh, ông đã giúp anh bỏ ra 3.000, nên xem như bức tranh này anh cũng có phần, làm ông chủ Mã cảm kích không thôi. Phi Phi tìm kiếm lại ở hiện trường đám theo dõi cô cướp bằng chứng, cô rối não luôn rồi, ngày ngày xem camera, rồi lại xem, rồi lại tua. Cô phải tìm ra tung tích đám người này mới được. Trang Duệ tin tưởng bạn mình, giao tiền cho bạn mình giữ. Còn dặn dò bạn mình canh nhà, vì anh phải đến Cam Túc một chuyến tham dự lễ kết hôn của bạn mình. Tần Huyên Băng gọi cho anh, muốn hẹn gặp anh nghe cô thích dế còn chuẩn bị một chú dế anh tự làm bằng tay, hai người vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Hình ảnh này lại bị ông chủ của Phan Gia Viên, anh Trang phát hiện, anh ta dằn mặt Trang Duệ, không được có bất cứ liên hệ mật thiết gì về cô gái của anh ta. Anh đến Cam Túc, được bạn mình đến đón, bạn anh biết anh yêu mến đồ cổ, nên có giới thiệu anh một nhóm khảo sát gần nhà, hiện họ đang khảo sát tìm vị trí các món đồ cổ. Khi Trang Duệ đến hiện trường khảo cổ, Trang Duệ nhận ra giáo sư Mạnh, bà ấy rất vui vì đến đây còn có học trò mình, bà liền đưa câu hỏi kiểm tra môn lịch sử của anh. Không ngờ Trang Duệ lại trả lời được câu hỏi bà đưa ra, biết rằng nhóm của họ đang tìm vị trí của một tướng quân tử trận trong chiến tranh. Phi Phi điều tra cũng tìm đến hiện trường, nhưng cô lại lần nữa thấy anh, trùng hợp đến tới 3 lần, không muốn hoài nghi đến anh không được. Nhóm cướp kia cũng đến Cam Túc nhìn thấy cô, liền báo lại cho tên cho đại ca. Không ngờ người đứng sau lại là cô nàng Tần Băng Băng kia. Bạn Trang Duệ muốn làm giàu nên một mình đến buổi đấu giá, đòi tìm hiểu xem nhưng không ngờ lại làm vỡ bình cổ ở buổi đấu giá. Anh ta không phải báo thường, mà là vua báo. Làm ông chủ Phan Gia Viên có cơ hội làm khó Trang Duệ. Trang Điêu nhìn bằng đôi mắt vàng của mình, nhận ra khu đất có điều bất thường, có thể có mộ bên dưới nên báo lại giáo sư Mạnh. Bà ấy vô cùng vui mừng còn rủ dê anh vào đội khảo cổ. Nhóm cướp kia cũng đang tìm ngôi mộ này để trộm mộ, nhưng nhìn thấy anh và Phi Phi cũng phải để ý, không dám manh động, mắc công lại kinh động đến cảnh sát. Phi Phi hẹn Trang Duệ ra gặp mặt, không ngờ bọn cướp đang chờ sẵn muốn đem Trang Duệ đi, anh bị bịt mặt nhưng nhờ đôi mắt dị biến anh nhìn thấy được vết xăm trên người bọn chúng. Phi Phi nhận ra điều bất thường, muốn hỏi cho rõ vì sao anh lại có thể thấy được khi bị trùng đầu, nhưng anh nhất mực không khai tài năng đặc biệt này của anh. Bạn anh gọi than khóc với anh, cái lọ hoa mà anh ta làm bể lại bị bắt đền với giá 2 triệu, báo không gì báo hơn. Nhóm cướp cho nổ xung quanh khu mộ, thì ra chúng đợi ngày hôm nay, khi tất cả người dân tập trung ở đám cưới. Lúc đám cưới đông nhất ồn ào nhất, tiếng nở nổ ra, Phi Phi nghi ngờ Trang Duệ chung nhóm với cướp liền còng tay anh với tay mình. Với lý do bảo vệ anh, cô cần luôn theo sát anh một cách tuyệt đối. Bọn cướp mồ đã vào được lăng, vừa soi đèn vừa đi. Nhóm người của Phi Phi và Trang Duệ cùng đội khảo cô cũng đi vào lăng nhằm bắt được nhóm muốn cướp lăng. Dưới mộ có cơ quan, nhóm người đi vào lăng liền bị cô lập. Trang Duệ phải dùng mắt mình nhìn thấy cơ quan. Nhờ vậy mà anh bảo vệ được Phi Phi khỏi những ám tiễn trong cơ quan của lăng mộ. Nhóm cướp mộ cũng sợ hãi rụng rốn một phen, bọn chúng mò mẫm tìm lối đi. Phi Phi và Trang Duệ cuối cùng cũng gặp được đội khảo cổ, tụ hợp lại một chỗ, giáo sư Mạnh thả đồng xu. Nó liền bị hút lên trần, thì ra ở đây bị ảnh hưởng của lực từ, đúng là càng nhiều điều lạ lùng trong ngôi mộ này. Họ phát hiện ra nhóm của họ cùng bọn cướp bị nhốt cách nhau chỉ với một bức tường đá. Trang Duệ nhìn xuyên qua bức tường đá này, nhìn đến cơ quan bên trong,
anh chỉ cho Phi Phi và giáo sư Mạnh cách mở cửa. Nhưng cửa mở ra thì chưa thấy mà anh cùng Phi Phi lại rớt xuống một cái hầm dưới chân. Phi Phi bắt đầu hít thở không thông vì bên dưới hầm thiếu oxy trầm trọng. Trang Duệ bảo cô tháo còng tay cho mình nhưng quá mệt nên cô đánh rơi chìa khóa vào cát. Đương lúc anh đang mò mẫm chìa khóa thì cô đã dùng súng làm anh hú phần hồn. Cát đổ xuống lớp hai người bọn họ, càng ngày càng cao, anh dùng mắt mình để tìm đường ra. Phi Phi không ngờ vậy mà anh có thể mở được cửa giúp hai người tìm đường thoát thân. Họ tìm gặp giáo sư Mạnh và cùng nhau đi vào trung tâm của lăng mộ. Nhóm cướp bị giam bên kia bức tường, chúng muốn cho nổ bức tường để kiếm đường ra ngoài. Trang Duệ cùng giáo sư bắt đầu công cuộc khảo sát đồ vật cổ trong mộ. Anh dùng mắt mình thấy được quả bom chuẩn bị kích nổ. Anh ôm Phi Phi bảo vệ cô, lăng mộ rung chuyển một phen. Nhóm cướp nhân cơ hội rút quân khỏi đây, tránh để cảnh sát bắt được. Chúng chia nhau ra mà chạy, trong đó có một người là chú Lưu, là dân trong làng. Hắn ta thấy Phi Phi đã phát hiện liền bắt cô dâu làm con tin. Trang Duệ dùng mắt mình nhìn thấy khẩu súng của hắn ta đã hết đạn. Anh tự tin bước lên trước, đòi đổi làm con tin với cô dâu kia. Qua camera trên người hắn ta, Tần Băng Băng thấy crush của mình đối đầu với khẩu súng liền run không thôi. Lúc vô tình, anh lại thấy được trong áo của hắn ta có bom được cài sẵn, thì ra họ muốn bịt đầu mối nên khi sợ chú Lưu bị bắt nên muốn giết người diệt khẩu. Cũng may, bom vừa kịp quăng đi, nên Phi Phi và Trang Duệ đều không sao, Tần Băng Băng gọi điện thoại nghe tiếng crush cũng yên tâm hơn. Trang Đút trở về nhà, nhìn thấy cậu bạn mình khóc than vì tiêu hết tiền, còn tự trách bản thân, nhưng anh không hề giận, còn an ủi bạn mình. Trang Duệ đã điều khiển, kiểm soát được cặp mắt dị biến của mình, thậm chí trong chớp mắt anh có thể làm vỡ ống nước và làm đứng hình mọi sự vật kể cả nước, đúng là oải cả trưởng. Phi Phi lại đến cho anh táo, cảm ơn anh đã cứu mình trong đợt hành động ở Cam Túc. Cô đạp lên vết thương lòng của bạn anh, cô muốn xem bình 2 triệu mà bạn anh bị lừa, nghĩ đến là buồn cười không thôi. Trang Duệ cùng bạn mình và Phi Phi đến gặp ông chủ tiền, anh muốn cược với ông ta trong vòng 1 tiếng. Sẽ tìm ra thứ đắt giá nhất ở tiệm, nếu anh thua xem như 2 triệu của anh sẽ đưa cho ông ta, còn nếu anh thắng anh sẽ đem đồ đắt giá đó đi. Vụ hời như vậy, ông ta có ngu mới không cược. Nhưng ông ta đâu biết anh có mắt dị biến, một cái nhìn của anh từng món đồ liền biết được nó đắt giá hay không. 1 tiếng mà phải nhìn hết 500 món đồ, nói khó không khó mà dễ không dễ. Trang Duệ xem hết cả cái tiệm, còn chỉ ở đâu cũng thấy đồ giả, chỉ có ấm tử sa ông ta đang dùng để rót trà là đồ thật, còn là một bảo vật vô giá, làm ông ta chịu thua đến câm nín. Ông cổ người quen của Phi Phi mời anh đến tham gia hội Ngọc Thạch. Trang Duệ ngày đêm tìm hiểu kiến thức về Ngọc Thạch. Tần Huyên Băng cùng lính của mình xếp dư đến sân thượng, ở đây đã có sẵn chiếc điện thoại, chú Lưu kia trốn khỏi bệnh viện cố tình sắp xếp cuộc gặp gỡ này là để gặp cô ta. Anh Trang của Phan Gia Viên cũng tham gia hội Ngọc Thạch. Anh ta vừa thấy Trang Duệ đã đau mắt rồi, không ngừng nói chuyện móc mỉa anh. Phi Phi cũng có mặt ở đây, vô tình lại gặp được Trang Duệ và bạn anh, bất ngờ chưa? Cô phải dặn dò đi dặn dò lại hai người phải cẩn thận, vì ở đâu, có Trang Duệ ở đó liền nguy hiểm. Lưu Giai, bạn của Phi Phi vừa gặp đã mê Trang Duệ nhưng Hoàng Phủ Vân, bạn Trang Duệ vừa gặp lại không thể rời mắt khỏi Lưu Giai, anh ta còn tận tâm giới thiệu Trang Diệu cho cô nàng này. Tần Huyên Băng xuất hiện giới thiệu với anh đây là triển lãm nhà cô ta đứng nói chuyện với anh. Làm anh Trang đứng nhìn liền ghen lồng ghen lộn, anh ta cho tiền phục vụ hất nước lên người Băng Băng để tách hai người ra, Trang Duệ đứng hứng dùng cô ta. Cô ta liền bắt anh đi thay bộ đồ khác. Anh Trang tưởng tách được, không ngờ hai người còn dính chặt hơn. Phi Phi đứng nhìn anh thay được bộ vest bảnh bao liền nhìn nhu muốn lòi con mắt, cô ấy cứ mỉa mai anh làm anh bực không thôi. Ông cổ, anh Mã cũng đến đây, tụ họp lạ một chỗ sẽ lại có chuyện hay. Trang Duệ dùng mắt mình nhìn khối đá trên bàn, không ngờ sâu bên trong lại toàn phỉ thúy. Anh Mã thấy anh coi trọng khối đá cũng đến xem thử. Mới khối đầu tiên, Trang Duệ và anh Trang họ Hứa kia đã đấu nhau kịch liệt, không biết vô tình hay cố ý, Hứa Thị đã giành được khối mau liêu này. Anh ta muốn tặng khối này cho Băng Băng, ra vẻ trước mặt người đẹp. Trang Duệ tranh thủ lúc nghỉ ngơi nhìn lại từng khối đá bị bỏ rơi một bên thì ra bên trong chúng toàn là lục thạch, mặc kệ Phủ Vân và anh Mã kia ngăn cản, anh vẫn mua khối đá này cho bằng được. Phi Phi phát hiện chú Lưu kia liền chạy theo bắt lại, nhưng cô nhầm rồi, lại là người khác, không phải người cô cần tìm. Ông cổ đứng ra mặt cho Trang Duệ để họ Hứa kia bớt ức hiếp lại đi, nhưng ông ấy vẫn không tin khối mao liêu anh đang giữ là loại tốt, ông đem khối mao liêu vào trong chuẩn bị mở ra xem. Mọi người đều tập trung xem khối mao liêu này là tốt hay xấu. Nhưng vết cắt đầu tiên vẫn không thấy được phỉ thúy, mọi người ai cũng nghĩ anh đã đoán sai. Ông cổ vẫn cho cắt lần thứ hai, lúc này mở ra bên trong toàn là phỉ thúy, mọc đầy bên trong khối đá này. Trang Duệ vẫn muốn cắt thêm đường thứ ba, họ Hứa kia thấy vậy vẫn cứ trêu anh nhờ vào may mắn,
Hiện lia lịa không thôi, không ngờ đến vết cắt thứ ba vẫn thấy phỉ thúy. Khối này xác thực là nguyên khối phỉ thúy, không phải khối đá bọc bên ngoài phỉ thúy. Mọi người trừ bạn anh và anh Mã, trở mặt chúc mừng anh. Anh được dịp cười vô mặt họ Hứa kia. Anh ta không cam tâm, đòi cắt bằng được khối đá khi nảy đấu giá thắng. Vết đầu tiên đúng là có phỉ thúy, nhưng chỉ được một tấc, vết thứ hai chỉ là đá mà thôi. Chú Lưu đến gặp sếp Dư đòi tiền, ông ta đâu ngờ tham thì thâm, Tần Băng Băng sẽ không để ông ta sống, vì nếu sống, ông ta sẽ bất cứ lúc nào khai ra cô ta. Ông cổ nhận ra miếng ngọc bội của ông nội Trang Duệ, thì ra rất lâu trước đây họ đã là bạn rất thân, cùng nhau đi khảo cổ. Có tiền rồi, Trang Duệ cùng Phủ Vân chuyển đến ở một trạch viện lớn. Phủ Vân cưng chiều bạn mình không cho Trang Duệ động tay vào bất cứ cái gì. Tần Huyên Băng đến tặng quà cho anh, cảm ơn lần trước giúp cô hứng chọn hai ly nước và cũng là tạm biệt anh. Tối đến, Trang Duệ bỗng đọc được một câu chuyện về người nam nhân năm xưa thời cổ đại, cũng như anh bây giờ, cặp mắt có thể nhìn thấu tất cả. Trang Duệ được anh Mã dẫn đến chợ đêm Bình Châu. Anh đi trên con phố đầy người qua lại, sắc đèn rực rỡ, xung quanh anh qua đôi mắt dị biến. Từng mảnh gốm bể, có sự hấp dẫn kỳ lạ, anh không chần chừ mua hết số gốm vỡ đó về. Trang Duệ khuyên anh Mã mua một mảnh ngọc, theo anh để khoảng 2 năm là có thể tăng giá, bạn anh Mã quyết định trả giá với người bán. Anh Mã luôn yên tâm để người bạn này trả giá vì biết anh ta sẽ không bao giờ để bị thiệt. Anh đưa ra những mảnh gốm, bạn anh Mã nhận ra đây là mảnh gốm thời Huy Tông, những mảnh này mà bán ra thì tiền để đâu cho hết. Phi Phi cùng đồng đội của mình điều tra về cái chết của chú Lưu, cô chắc chắn cái chết của ông ta có liên quan đến bọn cướp ở tiệm cầm đồ. Anh Mã ở khách sạn thấy một cái bóng bay ngang qua, anh ta sợ đến mức muốn xỉu ngang đành núp sau sofa, Trang Duệ và bạn anh Mã về tới liền an ủi anh, dỗ anh ta đỡ sợ. Bạn anh ta nghi ngờ anh đã từng lấy đồ cũ từ dưới lòng đất lên. Anh Mã chợt nhớ đến khối ngọc đã mua ở tiệm, không lẽ miếng ngọc đó không sạch sẽ có âm khí sao, bọn họ liền quyết định đi đến tiệm đồ cổ hỏi cho ra lẽ. Tối đêm đó, Trang Duệ cũng kể lại chuyện này cho chú Đức nhờ ông giúp bọn họ. Tên chủ tiệm cầm đồ chịu lấy lại nhưng còn đòi thêm tiền là 100 ngàn, Trang Duệ nhịn hết nổi liền vạch trần sự thật còn nhờ cậu tiểu cổ giúp đỡ. Thì ra tất cả là do người bạn của anh Mã làm ra, họ cố tình làm vậy để ăn tiền của khách, một khối ngọc thôi đã mua đi bán lại cả mấy chục lần trong vòng nửa năm, tham quá thì thâm, thế thôi. Ông cổ muốn thay ông nội Trang Duệ giúp đỡ anh, còn đưa cho anh giấy chứng nhận thành viên của Hiệp hội Ngọc Thạch. Anh không ngờ mình lại được chứng nhận cao cấp như vậy. Trang Duệ không ngờ đi ăn cơm với ông cổ cùng chú cháu họ Hứa lại gặp được Tần Băng Băng, hai người e thẹn nhìn nhau thôi đã làm cho Hứa Vĩ kia nổi điên. Có người tặng quà cho chủ tịch Hứa, một bức tượng quan trọng bằng ngọc bích, ông cổ bắt đầu quan sát xem nhưng bước đầu chỉ thấy nó là ngọc bình thường, kỹ thuật mài cũng không tốt lắm. Trang Duệ biết chủ tịch đang khó chịu nên cũng nịnh hót vài câu. Trang Duệ bị người tấn công, anh nhận ra đây là bảo an của phòng giao dịch. Anh ta cho cậu biết có người muốn mua một cái chân của anh. Anh ta khuyên anh thời gian này không nên đến phòng giao dịch nữa nếu không muốn có chuyện xảy ra. Anh Mã cùng Phủ Vân lại đến buổi đấu giá đá quý. Anh ta nghe lời người khác mua một khối đá. Đến khi cắt ra đã hai lần lại chẳng có miếng phỉ thúy nào. Phủ Vân liền gọi cho Trang Duệ để tránh càng lỗ càng sâu. Anh ta nhất định gọi anh tới. Ai bảo đụng đến tiền làm chi, sắp mất tiền giờ có quỳ lạy Trang Duệ đến chắc anh ta cũng dám làm. Trang Duệ sợ bị ám hại nữa nên bịt kín như bưng. Anh dùng mắt mình nhìn thẳng vào khối đá anh Mã đã chọn. Hứa Vĩ và Tần Huyên Băng cũng có mặt ở đây nhưng mới xem được một chút Phi Phi đã xuất hiện đòi nói chuyện riêng để điều tra với Hứa Vĩ. Trang Duệ đi vòng vòng nơi diễn ra triển lãm đấu giá, Phủ Vân và anh Mã cùng một đám người đến đòi cô nàng giám đốc Nhạc bồi thường vì dám bán đồ giả hàng nhái. Băng Băng đi ngang Nhạc định tham gia vào chuyện này trong khi Hứa Vĩ lại muốn đứng ngoài cuộc. Giám đốc Nhạc luôn miệng không chịu đền, mà còn đổ thừa tại hai người họ không chịu xem kỹ trước khi mua. Trang Duệ đứng từ xa, nhờ Phủ Vân nhái lại những lời mình nói để giám đốc Nhạc kia thấy khó mà lui, nhưng cô ta miệng cứ cứng vì cô ta nghĩ có Hứa Vĩ chống lưng nên đâu cần sợ ai. Ông cổ lại xuất hiện, mắng Hứa Vĩ một tăng. Ông ta còn cấm giám đốc Nhạc trong danh sách triển lãm ngọc thạch của nhà họ cổ. Lần này cô ta mới biết sợ là gì, queo queo rồi, cô ta liền phải đền tiền cho những ai đã mua. Phủ Vân và Trang Duệ đi dạo chơi xung quanh, Trang Duệ còn chỉ cho bạn mình mua một khối đá, chỉ đâu đúng đó, Phủ Vân vừa có cắt khối đá, đã thấy đầy phỉ thúy, ai nấy nhìn đều kích động không khôi. Huyên Băng xinh đẹp được nhận một thiệp mời của lần đấu giá của Viện Bảo tàng. Cô cũng khá phân vân nhưng vẫn quyết định đi đến đó. Phủ Vân kích động kể cho Lưu Giai cùng Phi Phi, nhưng con gái người ta đâu thích nghe, người ta biết tất cả là nhờ Trang Duệ, cứ thế mà nhìn anh đẹp trai không chớp mắt. Phi Phi định nói gì đó với Trang Duệ nhưng chưa kịp anh đã bị Huyên Băng kia gọi điện thoại réo đi. Huyên Băng gặp anh,
sợ anh đắc tội với nhà họ Hứa vì anh đã vạch trần giám đốc nhạc tại đám đông như vậy. Cô ta báo cho anh biết muốn vào buổi đấu giá ở viện bảo tàng năm nay phải có thiệp mời mới vào trong được, cô ta còn đưa thiệp mời cho anh. Để anh có thể cứu giúp ngành đá quý hiện giờ, không muốn nhà họ Hứa giành quyền lợi và tạo thế mất cân bằng trong ngành. Anh nói cho cô ta nghe mình có đôi mắt nhìn xuyên vào khối đá thấy được Phỉ Thúy nhưng cô ta lại phì cười nghĩ anh đang kể chuyện cười cho mình nghe. Phi Phi muốn chút nỗi bực tức của mình, đánh đấm túi bụi vào bao cát, đánh đến nỗi mệt phờ người mới chịu dừng lại. Ghen rồi, Phi Phi nhìn thấy cách vội vã Trang Duệ đi gặp Huyên Băng, cô vô cùng khó chịu và buồn bã. Lưu Giai uống rượu với Phủ Vân, cô ấy tiếc nuối Trang Duệ, nhưng trong men say, cô lại hấp dẫn Phủ Vân, làm anh Phủ Vân nhà ta sao chịu nổi, một, hai, ba liền hôn nhau. Đến sáng, Phủ Vân mới len lén trở về khách sạn, giả bộ mình đã về lâu rồi nhưng làm qua mắt được Trang Duệ. Phủ Vân làm gì khai thiệt liền nói dối, nhưng Trang Duệ chỉ cần mở đôi mắt vàng liền thấy được dấu đỏ trên cổ, đủ hiểu tối qua xảy ra chuyện gì nhưng sợ bạn mình xấu hổ nên cũng không vội cách trần. Anh Mã về trong cơn tức giận vì anh biết được muốn đến buổi đấu giá phải có thư mời. Trang Duệ liền đưa ra tấm thiệp mời, làm anh Mã và Phủ Vân mừng rơn. Nhưng chỉ có một thiệp mời sao đủ ba người đi, thế là liền copy ra thêm mấy bản đủ dùng, thế là tất cả họ được vào rồi. Trang Duệ cơ hội liền đi xem xung quanh, Hứa Vĩ nhìn qua camera phát hiện ra đó là anh, liền báo lại với cậu mình để ra tay xử lý anh. Cậu anh đến gặp Trang Duệ, muốn thuyết phục anh với lý do tự xây dựng danh tiếng, nhưng anh làm gì dễ dàng để hắn ta dụ. Anh từ chối lời giúp đỡ, chân thành tự nói anh không màng danh lợi, ông ta thấy không thuyết phục được anh liền mất vui. Ông ta quyết định đấu với Trang Duệ vì thấy anh không thức thời. Trang Duệ lại chẳng sợ hãi mà muốn quyết chiến một phen. Trong khi đó, Hứa Vĩ cho người ám sát Trang Duệ một lần nữa, đồng thời còn muốn lấy luôn cuốn sổ ghi chép của anh. Phi Phi nghe được cuộc nói chuyện của Hứa Vĩ và người ám sát kia nên liền đến kịp mà bảo vệ anh. Trang Duệ bị đánh ngất nên Phi Phi đành đưa anh về khách sạn, anh xoay qua mà lọt giường, Phi Phi sợ anh bị đau lại nhào tới làm đệm lưng cho anh. Người ám sát tên là Bành Phi, anh ta cũng không muốn nhưng bị Hứa Vĩ uy hiếp nên đành làm theo lệnh của anh ta. Năm xưa anh ta cùng hai người bạn của mình là vệ sĩ chuyên nghiệp, trong một lần làm nhiệm vụ, hai người bạn của anh đã qua đời, vì vậy chuyện xấu tốt của hai gia đình này là anh ta gánh, số tiền chi tiêu cũng không nhỏ. Trang Duệ biết anh ta làm việc cho Hứa Thị nhưng không ngờ anh ta cũng có nỗi khổ riêng, anh nói cho Phi Phi nghe việc làm của Hứa Thị. Họ muốn thao túng thị trường Ngọc Thạch, làm nhiễu loạn, đầu cơ trục lợi. Lần này anh đến đây chính là muốn ngăn chặn việc làm của Hứa Thị. Trang Duệ cùng Phủ Vân đến buổi đấu giá hội họp cùng anh Mã. Bành Phi theo dõi đi phía sau trộm lấy cuốn sổ của Trang Duệ, anh ta đến đưa cuốn sổ này cho Hứa Vĩ, để hắn ta không làm phiền mình nữa. Bành Phi đến điểm hẹn với Trang Duệ. Trang Duệ hứa với anh ta số tiền viện phí cho mẹ bạn anh ta anh sẽ gánh vác. Bành Phi vô cùng do dự, nhưng sự chân thành của Trang Duệ đã thuyết phục anh ta. Anh ta cũng đồng ý giúp cho Trang Duệ. Hôm sau Trang Duệ vô cùng nhức mắt, cảm giác vô cùng khó chịu, nhỏ mắt liền đỡ hơn một chút. Lúc này Huyên Băng lại đến tìm anh, cô ta biết được cậu của Hứa Vĩ muốn kéo anh về cùng phe, nhưng anh không chấp nhận. Bành Phi đến gặp Hứa Vĩ cố tình vòi thêm tiền của anh ta để tạo cơ hội cho Phủ Vân trộm đồ trên người anh ta. Phủ Vân cùng Bành Phi tranh thủ thời gian, chỉnh sửa bản đấu thầu của anh ta, Hứa Vĩ phát hiện có điều không đúng liền cho người đi kiểm tra, Trang Duệ cũng lo lắng nên cũng theo ra ngoài. Trang Duệ chạy theo Hứa Vĩ nhằm kéo dài thời gian cho bọn Phủ Vân, lúc này Phủ Vân và Bành Phi liền trốn kịp. Họ cũng đã lấy thông tin số liệu thành công. Trang Duệ vừa nhắm mắt lại thấy mình đang đi sâu vào khối mao liêu xung quanh đều là những viên đá rực rỡ, anh vừa mở mắt đã vẽ đường trên khối mao liêu để tam nhị cắt. Đúng như Trang Duệ nhìn thấy khối mao liêu anh đã chọn cho anh Mã bên trong đầy áp Phỉ Thúy băng đỏ, Huyền Băng liền báo tin này cho ba mình để quyết định mua lại. Mọi người thi nhau ra giá, Hứa Vĩ lập tức ra giá 70 triệu, nhưng anh Mã với Phủ Vân đều không muốn bán. Anh Mã có cuộc điện thoại, chỉ cần một cuộc gọi liền quyết định bán, thì ra người mua là Huyền Băng, mua lại cho châu báu Tây Hoàng nhà cô với giá 80 triệu. Hứa Vĩ vừa thấy người đẹp liền lui bước về báo tin cho chú mình. Phi Phi vừa lúc xuất hiện dẫn cảnh sát đến đòi đưa Hứa Vĩ đi vì tội gian thương, trục lợi. Nhưng bắn anh ta về, hỏi gì dĩ nhiên không khai, còn liên tục đòi thả. Phi Phi hỏi chuyện của nhóm cướp tiệm cầm đồ trước đây, nhưng anh ta cam đoan không quen những người trong hình mà cô ta đã đưa. Còn nhất quyết không khai, bằng chứng chưa đủ cộng thêm không chịu khai khi luật sư đến đành phải thả người. Phủ Vân cùng anh Mã tạo bất ngờ cho Trang Duệ, mua lại tiệm đồ cổ tặng cho Trang Duệ. Anh thật sự vô cùng bất ngờ nhưng trước giờ chưa bao giờ anh làm chủ nên làm bắt đầu từ đâu anh cũng không biết. Việc đầu tiên anh cần làm là đặt tên cho tiệm, anh suy nghĩ một hồi cũng nghĩ ra một cái tên nho nhã, sâu sắc Duệ Vân Trai. Trang Duệ quyết định để Bành Phi làm việc cho mình.
Phù Vân nghe liền biết cô Tần Huyên Băng gọi bạn mình ra ngoài, liền uất ức không thôi. Mê gái mà bỏ bạn, xem ra hai bọn họ giống nhau. Bành Phi lái xe đưa Trang Duệ và Huyên Băng đi đến nơi xe vận chuyển ngọc đang bị hư. Lúc này đường càng lúc càng khó đi, một chiếc xe hơi khác lên tranh đường với họ, ngược chiều lại có hai xe khác. Bành Phi tránh xe này nhưng vẫn bị xe khác tông trúng. Một cú va chạm vô cùng mạnh, làm ai cũng ngất đi, nhưng chỉ có Trang Duệ có thể tỉnh lại, còn hai người kia xem ra vết thương nặng hơn, anh liền gọi cấp cứu đưa hai người họ đi bệnh viện. Ba Tần Huyên Băng nghe tin liền đến xem tình hình con gái, ba con họ cũng đoán ra được chuyện tai nạn lần này là do nhà họ Hứa làm. Chỉ là nhà họ Hứa này không ngờ con gái họ Tần cũng ở trên xe. Trang Duệ xuất viện liền nghe Bành Phi nói sự việc vừa rồi không phải là tai nạn ngoài ý muốn. Bành Phi đã đoán ra được người làm ra sự việc lần này chính là Hứa Vĩ. Cảnh sát cũng đã điều tra được ít nhiều nhưng điều tra đến thợ bảo trì xe thì tự họ nhận tội, nhất định không khai ra Hứa Vĩ. Phi Phi vừa tới liền tặng trái táo cho Trang Duệ và Bành Phi, chỉ hai trái không dư trái nào làm Phủ Vân bực mình ganh tị không thôi, giật luôn trái táo ăn ngon lành. Phi Phi đến tìm một người làm cung nỏ, vì loại tên giết chú Lưu kia rất đặc biệt, không phải chỗ nào cũng có. Người làm nỏ là người mù một nửa nên khó mà nhận ra người nào. Điều duy nhất ông ta nhận ra người đến nhờ ông ta làm mũi tên này lại có mang trên người mùi nước hoa phụ nữ tên Long Diên Hương. Chú cháu nhà họ Hứa, cố tình đến Tần gia, gửi qua cáp thăm hỏi Huyên Băng, ba cô quyết định giao việc làm ăn đường biển cho Hứa Vĩ. Chú cháu họ Hứa vui cười ra mặt. Trang Duệ đi điều tra phía nhà xe, thấy được Hứa Vĩ bao lần gửi tiền cho một nhà xe, Phi Phi quyết định lần này sẽ lấy được bằng chứng buôn lậu của hắn ta. Lưu Giai tức giận mang bó hoa hồng ném vào người Phủ Vân, không ngờ cô ấy bị dị ứng phấn hoa rất nặng, cô ấy bị nổi mẩn đầy mặt, giờ Phủ Vân có hối hận với Crash cũng muộn. Phi Phi dựa theo tin tức điều tra của Trang Duệ liền dẫn quân đi bắt nhóm buôn lậu, tang chứng vật chứng có đủ, hai nhà Vĩ Tần nghe tin gấp rút tìm kế trốn chạy. Phi Phi đến tìm Huyên Băng, vừa lúc tên Hứa Vĩ kia đòi giết cô ta, nói cô ta tố cáo mình, Phi Phi ứng phó kịp thời, cứu Huyên Băng, bắt sống được tên Hứa Vĩ kia. Khi Huyên Băng đi ngang Phi Phi, Phi Phi liền phát hiện cô ta chính là người đứng đằng sau vụ cướp vì trên người cô ta có mùi nước hoa Long Diên Hương. Chú Đức có lời khen Trang Duệ vì danh tiếng bây giờ của anh đã được nâng cao hơn so với trước. Người quản lý tiệm cầm đồ ngày xưa cậu làm nhắc lại chuyện cướp vào trộm đồ, làm vỡ mắt ngọc trong tủ kính. Trang Duệ liền nhớ lại chính mắt ngọc đó bay qua mắt anh làm mắt anh bị thương. Anh liền gọi cho Phi Phi xác nhận lại, nhưng cô nói với anh, ông cổ đã xem nhưng không phát hiện ra bất thường. Trang Duệ năn nỉ cô cho mình xem qua miếng ngọc. Ba Tần Huyên Băng đến gặp Trang Duệ vô tình lại gặp luôn chú Đức, người có tiếng trong nghề. Ba Tần luôn muốn mời chú Đức một bữa cơm hoặc cho xe đưa về, nhưng ông kiên quyết từ chối. Ba Tần Huyên Băng muốn mời Trang Duệ sang Ukraine để giới thiệu cho cậu nhiều người có tiếng trong nghề. Ông ta bảo quý trọng người tài muốn giới thiệu cho cậu để cậu được phát triển tốt hơn trong một nơi có quy mô lớn hơn. Phủ Vân ra sức van xin chuẩn bị mọi thứ từ nhà hàng đến quà đi xin lỗi Lưu Giai. Trang Duệ cố tình khai ra món quà chiếc nhẫn mà Lưu Giai đang mang là đồ được người ta cầm đồ còn là độ hạng B hạng C. Lưu Giai tức giận đùng đùng, không thèm nói chuyện với Phủ Vân làm anh ta khóc không ra nước mắt. Phi Phi mang ngọc cho Trang Duệ xem, nhưng anh nhìn mãi cũng không nhìn ra gì, đã vậy Phủ Vân còn khai báo việc đi Kiev của Trang Duệ vì Tần Huyên Băng kia. Phi Phi giận dỗi muốn đập bàn, cứ thế bỏ đi làm Trang Duệ nhà ta không hiểu mô tê gì. Trang Duệ cùng Phủ Vân và Bành Phi đến Kiev, ba chàng thanh niên tuấn túc cùng một lượt đến khách sạn, nhưng phòng của Trang Duệ được Huyên Băng sắp xếp phòng như tổng thống, làm Phủ Vân vô cùng ganh tị. Tần Huyên Băng nhắn với Trang Duệ đến gặp ba mình, hai người cùng đi trên con đường của thành phố. Huyên Băng dắt anh vào một shop thời trang, để anh thay đổi gu một tí, anh mặc bộ vest lên người liền khác hẳn, đã xoái nay càng xoái hơn. Phi Phi cũng sang Kiev, đến nhà hàng liền gặp Tần Huyên Băng và Trang Duệ, cô nhìn đã quọng, anh còn hỏi cô đến đây làm gì, xem ra chủ yếu cô muốn phá bầu không khí của hai người này. Phi Phi cố tình hỏi mùi hương trên người của Tần Huyên Băng, nhưng càng hỏi nhiều vấn đề, Trang Duệ cứ bênh cô ta, làm cô tức tới nách. Cô nhất định không muốn nói chuyện với Trang Duệ, anh cứ ép hỏi cô, thì ra do cô mang vật chứng ra ngoài nên bị cho tạm nghỉ việc. Không biết điều cô nói là thật hay giả nhưng cô thành công thu hút được sự chú ý của Trang Duệ. Trang Duệ nghe cô thất nghiệp, nghĩ cũng lỗi do mình, nên muốn thuê cô theo giúp mình giống Bành Phi. Cô dĩ nhiên vui mừng mà nhận lời rồi. Trang Duệ cùng Huyên Băng thay đồ vest và váy dạ hội đúng nghĩa trai xinh gái đẹp đến buổi triển lãm tranh. Bỗng có một người đàn ông tên Trịnh Ho đến giả vờ quan tâm hỏi han Huyên Băng, muốn theo đuổi cô ngay cả Trang Duệ chào hỏi cũng chẳng thèm để ý. Anh ta không thèm để anh vào mắt. Nhưng Trang Duệ nhà ta chẳng thèm để tâm, cứ thế mà nghe để học hỏi. Trang Duệ bị anh ta chuốc say, uống đến gần gục ngã, về tới khách sạn, được Bành Phi đưa vào phòng nghỉ ngơi. Huyên Băng đến xin lỗi ba mình vì không thể moi được thông tin về đôi mắt đặc biệt của anh,
ba cô ta muốn anh hỗ trợ nhà họ Tần. Trịnh Hoa đưa Trang Duệ đến một viện bảo tàng, anh ta còn đưa anh đến câu lạc bộ đấu kiếm, những này là chưa bao giờ anh thấy, anh vô cùng hào hứng xem. Phủ Vân đưa Phi Phi đi khắp nơi trên đường phố Kiev, không ngờ tiệm cuối cùng mà họ đi lại gặp ngay bọn cướp. Phủ Vân tự thấy thật su cà na, đúng là tiệm cuối cùng như lời anh ta hứa với Phi Phi, anh ta không được gì chỉ được cái báo. Phủ Vân chơi chiêu dương đông kích tây tạo thời cơ cho Phi Phi lật ngược tình huống. Họ vừa thoát khỏi không bao lâu, lại bị bọn cướp khi nãy dí theo trả thù, giờ hai người không đấu lại thì chỉ có chạy là thượng sách. Trang Duệ chơi đấu kiếm với Trịnh Hoa, nhưng đã thua nhưng anh cứ càng đuổi đánh, Trang Duệ cảm thấy sự thì địch của anh ta rất mạnh. Anh cũng cảm giác được anh ta có ý với Huyên Băng, anh phải gọi gấp cho Phủ Vân làm quân sư cho mình. Phi Phi cùng Phủ Vân chạy một hồi cũng bị bao vây, tưởng chết đến nơi, nhưng Huyên Băng đến cứu họ còn đưa tiền cho bọn cướp kia bỏ đi. Nhóm Trang Duệ cùng nhau đến buổi triển lãm, nam thì anh Tuấn, nữ thì quyến rũ. Đi đến đâu ai nấy cũng ngoái nhìn, mỗi người đeo lớp mặt nạ. Phi Phi hôm nay mặc một đầm dạ hội màu trắng vô cùng quyến rũ. Nhưng mỗi tội, giày cao gót quá cao, cô bình thường đi toàn giày quân đội, rảnh đâu mà đi cao gót, thế là đi được một bước là vấp một cái. Nản quá chừng, cô tức giận đi ra khỏi buổi tiệc, tháo giày đi chân đất vậy mà khỏe. Trang Duệ gặp cô ngay cửa ra vào, anh cùng cô đều cảm thấy nơi này không phù hợp với cả hai người, anh liền kéo cô đến một nơi, được trang trí vô cùng xinh đẹp. Cô quăng cả giày lẫn mặt nạ chẳng muốn quay trở về chỗ kia, anh vậy mà khen hôm nay cô trông xinh đẹp, làm cô mắc cỡ quá chừng. Anh mời cô khiêu vũ, căn phòng vỏn vẹn chỉ còn hai bọn họ, không khí ấm áp, trong mắt họ như chỉ có đối phương, họ khiêu vũ say mê tới mức Bành Phi và Phủ Vân đến cũng không hay biết. Phủ Vân nhìn hai người lãng mạn quá cũng lén chụp lại vài tấm hình, tiếng tách tách vang lên làm hai người đang say mê kia giật cả mình. Sau khi tham gia buổi tiệc, tất cả bọn họ đều ở lại khu biệt thự của Trịnh Hoa để nghỉ ngơi. Phủ Vân không có năng lực gì nhiều báo bạn là giỏi, Trịnh Hoa cùng ba con Huyên Băng cố tình đưa một người giỏi đánh bạc Steve đến chơi bài. Cố tình để kiểm tra về mắt của Trang Duệ, vì biết anh không thể nào bỏ bạn của mình. Đúng như họ muốn, anh có thể nhìn thấy bài của tên Steve kia, thậm chí thấy cô gái chia bài gian lận cho anh ta. Trang Duệ nhất định đòi kiểm tra, tên Steve xưa giờ chưa hề gian lận nên khi nghe vậy liền tức giận tranh chấp với Trang Duệ. Nhưng đang chơi, Trang Duệ do sử dụng mắt quá sức nên liền nhức đầu và ngất đi. Phi Phi và Phủ Vân liền đưa anh về phòng nghỉ ngơi. Trang Duệ khi tỉnh lại, cũng là lúc nhân viên an ninh đến bảo họ đến giờ dùng cơm. Thế là anh cùng Phi Phi và Phủ Vân ra ngoài. Họ vừa đến khúc hành lang, thấy đám đông vây xung quanh, cũng tò mò nhào vô, liền thấy Steve đã chết, trên cổ còn bị vết dao cắt. Trịnh Hoa đến giả vờ như không biết gì, đến trấn an tất cả mọi người. Quay lưng đi, lại đòi kiểm tra phòng của Trang Duệ, nhân viên của anh ta tìm thấy con dao dính máu xem như hung khí ở trong phòng, anh ta liền cho Trang Duệ vào danh sách nghi ngờ. Dù Phi Phi cùng Phủ Vân có giải thích và ra mặt làm chứng anh ta cũng không nghe. Trang Duệ dùng mắt mình nhìn vào dao cũng thấy được hung thủ cũng bị dao rạch vào hai ngón tay bị thương. Nghỉ thôi đừng nói, ai ngờ anh buộc miệng nói ra càng làm Trịnh Hoa có cớ mà bắt anh ta cho người giam anh dưới hầm rượu. Lúc này nhóm Phi Phi hội họp với Bành Phi còn có Huyên Băng, cùng nhau bàn bạc cách tìm ra bằng chứng và cứu Trang Duệ. Phi Phi cùng Huyên Băng giả làm nữ phục vụ, vào phòng quan sát, làm tê liệt nhân viên an ninh, kiểm tra camera xem đã có những ai đến gần phòng Steve, họ phát hiện Trịnh Hoa đã xuất hiện gần đó. Huyên Băng theo lời Phi Phi vào phòng Trịnh Hoa tìm bộ áo vest để làm tăng chứng vật chứng. Cô ta vào phòng nhưng vẫn bất an giả vờ kêu anh ta đến phòng mình. Bành Phi và Phủ Vân tìm đến hầm rượu tìm cách cứu thoát Trang Duệ. Trịnh Hoa lên đến phòng của Huyên Băng, cô cố tình quan tâm hỏi han lo lắng cho hắn ta, câu giờ để Phi Phi tìm thêm tăng chứng vật chứng. Phi Phi bấm được mật mã vào phòng Trịnh Hoa, hắn ta như biết được, bỏ mặc Huyên Băng mà chạy về. Nhưng khi đến phòng Trang Duệ liền thấy nhân viên an ninh bị đánh gục. Hắn ta bắt đầu gọi bảo vệ khắp nơi truy bắt nhóm người Phi Phi. Phủ Vân cùng Bành Phi đến khu để đồ cổ của Trịnh Hoa liền chụp hình lại đem về làm bằng chứng. Nhóm vệ sĩ bao quanh liền tấn công họ, Bành Phi liền ra tay, dẹp tan tát bọn chúng. Trịnh Hoa đi khắp nơi không thấy liền vào phòng rượu, dùng súng đe dọa Trang Duệ. Hắn ta tự thừa nhận đã giết Steven đương lúc chuẩn bị bắn súng, Phi Phi lại cứu kịp Trang Duệ một lần nữa, Bành Phi và Phủ Vân cũng đến kịp lúc ập vào áp chế anh ta. Cảnh sát đã đến đưa Trịnh Hoa đi. Anh ta vừa đi vừa nhìn Huyên Băng một cách đầy nuối tiếc. Phi Phi đến tìm Trang Duệ đưa thuốc thoa cho anh thì lại vô tình gặp Huyên Băng cũng ở đây đang nói chuyện với anh, cô liền giấu liền tuyếp thuốc. Vừa nghe anh đi sang nhà Huyên Băng gặp ba cô ta, cô càng tức điên, cô cứ tỏ ra mình vô cùng bình thường lại càng làm cho người khác thấy cô bất thường. Trang Duệ sang Myanmar theo lời mời của ba Huyên Băng,
Lần này bên Myanmar cũng có sàn giao dịch, ai cũng tò mò xem Trang Duệ là người thế nào mà tập đoàn châu báu Tây Hoàng lại dẫn theo. Huyên Băng giới thiệu bà chủ Hồ Vinh, người có tiếng và nắm giữ giới phỉ thúy của Myanmar cho anh hứa với ba cô sẽ gắng hết sức giúp ông. Huyên Băng dẫn anh đi xem buổi triển lãm phỉ thúy ở Myanmar. Trang Duệ đi xem lung tung, lại vô tình gặp người phụ nữ Trung Quốc đến nói chuyện với mình, hỏi anh xem nhìn thấy khối mao liêu nào tốt. Người phụ nữ này chính là Hồ Vinh, người đứng đầu giới phỉ thúy Myanmar, Huyên Băng từng nói. Trang Duệ giúp ba Tần chọn khối mao liêu, bọn họ đi từng khối mà xem, giá lại không thể nói ra ngoài nên ông Tần bảo anh cần nói riêng. Trang Duệ và người bên Hồ Vinh lần lượt chụp hình lại khối đá, Trang Duệ không ngờ người phụ nữ khi nãy nói chuyện với mình lại chính là Hồ Vinh, bất ngờ chưa ông già. Phi Phi cùng Phủ Vân cũng tới Myanmar, giữa chợ Phủ Vân bị cướp điện thoại, ai ngờ được một cô gái giúp đỡ và làm quen với họ, đồng ý làm hướng dẫn viên cho họ. Thời khắc mở những khối mao liêu đã tới, ai cũng hồi hộp chờ đợi, khối mà Trang Duệ chọn cho châu báu Tây Hoàng lại là phỉ thúy tím. Loại đặc biệt trên thị trường cũng phải cả trăm triệu, thậm chí có thể hơn. Trong khi người khác nghĩ ông Tần may mắn, thì bà Hồ Vinh lại nghĩ ông ta biết dùng người thì đúng hơn. Huyên Băng rối rít cảm ơn Trang Duyên, làm Phi Phi vừa đến nhìn thấy đã chướng cả mắt. Cô cùng Phủ Vân chọc tức Trang Duệ không cho anh đi chơi cùng. Trang Duệ luôn đi theo hỏi cô về người bạn cô mới quen. Nhưng cô nhất quyết không chịu nói, nam hay nữ cũng không nói anh nghe, làm anh bực cả mình. Cô gái hôm qua Phi Phi cùng Phủ Vân quen biết đưa đến nhà mình chơi, không ngờ lại chính là con gái của bà Hồ Vinh. Phi Phi cùng Phủ Vân gặp Trang Duệ và Bành Phi vô cùng bất ngờ, không ngờ lại có duyên đến vậy, họ đều được mời tới tham quan mỏ ngọc của nhà bà. Bà giới thiệu Trang Duệ cho ông Châu, một công thần của nhà họ Hồ, ông trước đây là giáo sư địa chất, sau này đầu quân cho nhà họ Hồ, chuyên nghiên cứu về ngọc thạch và phỉ thúy. Cả nhóm người cùng lên xe đi tham quan mỏ ngọc, chưa đến nơi Trang Duệ đã thấy những viên đá nhỏ, đó lại phỉ thúy tím, nhưng hình thù không thể làm trang sức gì, không có giá trị kiếm ra tiền. Nhóm Trang Duệ cùng Tiểu Văn đến quặng mỏ nhà họ Hồ, Trang Duệ để ý mỏ phế thải muốn đến xem thử một lần. Qua lời kể của con gái bà Hồ Vinh, họ biết được khu quặng mỏ này không còn khai thác được nhiều như trước, cần phải sang tay. Trang Duệ đi vào sâu mỏ phế thải, khi anh nhìn bằng đôi mắt vàng của mình, thì đâu đâu trong mỏ phế thải này cũng là phỉ thúy. Trang Duệ nói việc long mạch nhà họ Hồ vẫn còn một lượng lớn khoáng sản chất lượng cao. Tiểu Văn sợ mẹ mình không tin vì chính bà đã chạy ngược chạy xuôi để tìm long mạch nhưng chẳng tìm ra. Trang Duệ nói phát hiện của mình cho bà Hồ Vinh nghe, viên đá anh nhặt được trên đường có vết cắt còn có dấu hiệu kiểm tra. Anh nghi ngờ có người cố tình không thông báo cho bà về phỉ thúy chất lượng tốt và lượng khoáng sản tốt này của Hồ gia. Tiểu Văn đem chuyện này nói với chú Châu, ông ta nhờ cô ấy theo mình kiểm tra kết mao liêu, cô ấy không nghi ngờ gì liền theo sau. Đến lúc mọi người phát hiện Tiểu Văn mất tích cũng nhiều giờ sau, bà Hồ Vinh biết do người muốn mua lại quặng bắt cóc con gái mình, mà chú Châu kia lại chính là nội gián. Phi Phi lập kế hoạch cứu Tiêu Văn, Phi Phi và Trang Duệ phải giả dạng là cặp tình nhân, chỉ là cử chỉ tình nhân cho nhau thôi đã làm Phủ Vân đau cả đầu. Phi Phi và Trang Duệ theo tin tức của bà Hồ, giả dạng xong liền vào khu của Côn Sa, người bắt cóc Tiểu Văn. Trong khi đó bà Hồ vào ngay ổ, gặp chú Châu mà đối chất, thì ra tất cả cũng chỉ từ lòng tham. Bà bị hai tên này uy hiếp ký hợp đồng bán mỏ. Vào được bên trong, họ mở đường cho Bành Phi trà trộn vào, cuối cùng Bành Phi cùng Phi Phi đã tìm được Tiểu Văn và cứu cô ấy. Phi Phi đưa Tiểu Văn thay quần áo, giả làm khách vào đánh bài, còn Trang Duệ vẫn ngồi đánh bạc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc này bà Hồ Vinh cùng vệ sĩ và Bành Phi tìm đường thoát ra khỏi xong, Phi Phi cố tình làm người người nổi loạn bởi tiếng súng để mọi người chạy thoát thân. Nhưng chỉ có bà Hồ Vinh cùng vệ sĩ, Phủ Vân và Bành Phi chạy thoát, Phi Phi bị súng bắn trúng phải xử lý râu ria mới theo sau được. Trang Duệ cùng Tiểu Vân theo các khách khác bỏ chạy ra ngoài, nhưng anh bị chú Châu kia phát hiện nên bị bọn tay sai đuổi theo. Hai xe rượt đuổi nhau kịch liệt trên đường, Phi Phi vừa xử lý xong liền leo xe máy đuổi theo. Bọn chúng đuổi theo xe của Trang Duệ đến vùng ngoại ô, nhìn thấy vết máu trên xe, biết có người bị thương, liền nhanh chóng cho người đuổi theo. Trang Duệ biết tình hình không ổn nên để Tiểu Vân chạy trước tìm người ứng cứu, còn anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Tiểu Vân chạy về được tới nhà họ Hồ, báo việc này cho Phủ Vân và Bành Phi, họ cũng đã đoán được anh bị thương rồi. Họ muốn đi cứu anh, nhưng bà Hồ đã hứa với Trang Duệ lo an toàn cho hai người họ, nên hết cách đành phải nhốt họ lại trước chờ anh về mới tính tiếp được. Bành Phi và Phủ Vân nhất quyết không để bạn mình bị gì, nên đành kiếm cách trốn thoát, ra khỏi phòng còn được Tiểu Vân ứng cứu, nên an toàn mà rời khỏi nhà họ Hồ. Phi Phi cũng đã đến nơi bọn tay sai truy đuổi Trang Duệ. Phi Phi bị ngất trong rừng nhờ người dân cứu được, cô vô tình gặp Trang Duệ ở đây, anh không nhận ra cô, còn cô nhìn anh lại suýt bật khóc suốt đoạn đường, cô chỉ lo lắng cho anh. Anh càng cố nhớ thì lại càng đau đầu, chịu hết nổi liền ngất đi. Đến khi tỉnh lại, anh vẫn không nhớ ra cô,
Dù cô nói gì anh vẫn chắc như bắp mình không quen cô. Cô cầm lấy trái táo quăng cho anh, trong đầu anh có hình ảnh sạch ngang, nhưng vẫn không thể nhớ ra cô. Cô chờ anh ngủ ngồi kế bên anh, kể bao nhiêu chuyện hai người cùng nhau trải qua, cô đau lòng vì sao anh quên cô, đồng nghĩa anh đã quên hết những chuyện giữa họ. Phi Phi phát hiện người dân ở làng này có dấu hiệu đáng ngờ, liền quay lại đưa Trang Duệ bỏ chạy, nhưng không kịp rồi, họ vẫn bị bắt lại. Nhưng nhờ Phi Phi, họ thoát được và chạy vào trong rừng. Trang Duệ lại tiếp tục chóng mặt, hết cách cô đành phải dìu anh chạy theo mình, có như vậy mới không bị bắt lại. Hai người đi một hồi liền đến nơi bọn côn sa đóng đồ. Phi Phi lo để ý bọn chúng, liền bị ngã, tạo tiếng động, bọn chúng nghe được liền truy đuổi họ. Càng chạy, Trang Duệ càng chóng mặt, mắt không thể thấy đường, liền ngất đi, cô đành dìu anh vào một hốc nhỏ, dùng lá che cho anh, còn cô đi đánh lạc hướng bọn chúng. Nhưng mình cô sao đấu lại, cuối cùng cô bị bọn chúng dùng báng súng đập đến tứa máu, tất cả Trang Duệ đều nhìn thấy, cô ra hiệu anh đừng chạy ra cứu mình. Bọn chúng đưa cô đi, lúc này Trang Duệ nhớ lại những chuyện họ đã cùng trải qua trước đây. Bành Phi và Phủ Vân cũng đi vào rừng tìm bạn của mình, Huyên Băng cũng vào rừng cứu Trang Duệ còn gặp được vệ sĩ của ba mình, cô ta cãi lời ba mình, để đến đây cứu anh. Sau một đêm, Trang Duệ cũng tỉnh lại và nhớ tất cả, cũng gặp được bọn Bành Phi. Bọn họ lần theo dấu vết đi cứu Phi Phi, bọn côn sa, đưa cô về nhốt tại ngôi làng mà anh và cô từng được cứu. Nhóm Trang Duệ, cùng Bành Phi và Phủ Vân trà trộn vào làng, bọn họ canh khi tụi côn sa chạy ngang. Bành Phi liền bay ra đánh cho tên cầm đầu xịt máu mũi, đánh lạc hướng để Trang Duệ và Phủ Vân đến cứu Phi Phi. Bọn họ vừa cứu được cô ra ngoài thì gặp ngay bọn côn sa đã bắt được Bành Phi, cuối cùng đi cứu người thành ra cả đám bị bắt. Ông chủ bọn côn sa bắt họ chơi trò chơi sinh tử, súng của bốn người chỉ có một là có đạn. Ba người kia may mắn bán súng không có đạn, mọi người liền lo lắng cho Trang Duệ vì anh là người cuối cùng. Bất ngờ chưa bà già, cây súng của Trang Duệ cũng không có đạn. Nhóm người ứng cứu của Hồ Vinh vừa đến đúng lúc, cứu cả nhóm bọn họ, Trang Duệ đã không thể cầm cự liền ngất tại chỗ. Anh được đưa vào bệnh viện, Huyên Băng ngồi cạnh suốt bên anh, đến khi ba cô ta kêu về, cô không thể cãi nên đành phải về trong tiếc nuối. Trang Duệ cũng lo lắng cho Phi Phi nên qua phòng bệnh của cô thăm cô giả vờ ngủ thôi chứ ngại xỉu, Trang Duệ cứ ngồi đó nhìn cô, nhìn chằm chằm kiểu này, sao dám mở mắt. Anh chuẩn bị sờ trán cô, thì cô liền mở mắt, anh tặng cô một trái táo, cô liền cầm lấy ăn ngon lành. Thời gian thấm thoát trôi qua, hai người cũng được xuất viện, bà Hồ Vinh mời mọi người dùng cơm cảm ơn cứu con gái bà và mỏ quặng họ Hồ. Huyên Băng nghe lời ba mình, không dám mất bình tĩnh vì Trang Duệ nữa, cô ta hẹn anh ra dùng cơm. Còn dẫn anh vào khu chợ, ở đó anh nhìn thấy một tượng đồ cổ, mắt của anh nhìn thấy được bên trong nó là một khúc gỗ kỳ lạ. Không nói hai lời anh liền mua nó, anh nói với Huyền Băng giá trị của nó và muốn đem về làm kỷ niệm. Về đến phòng, anh liền mở khúc đồ cổ ra xem, đúng như anh nhìn thấy bên trong khúc gỗ còn có một tờ giấy bản đồ xem ra rất quý. Bà Hồ Vinh muốn mời anh làm chuyên gia mạch khoáng sản nhà bà, anh lại rất ngại vì trước giờ anh chưa làm việc này bao giờ. Thôi ngày trước nhốt bọn họ, bên dưới là mạch khoáng sản vô cùng phong phú, nên bà Hồ Vinh quyết định thuyết phục dân làng để rời thôn. Vệ sĩ bà Hồ Vinh cùng Phủ Vân và Bành Phi đến thôn đưa một số tiền để thuyết phục mọi người rời thôn. Nhưng thôn dân không chịu, vệ sĩ bà Hồ Vinh cô ta quá nóng giận đòi dùng vũ lực. Bành Phi và Phủ Vân thấy tội thôn dân nên ra sức thuyết phục cô ta không nên dùng vũ lực, nhờ vậy cô ta chịu quay về hỏi lại ý bà chủ thay vì giết người vô tội. Hồ Vinh giao cho vệ sĩ của mình là Đại Mã dắt cả nhóm bọn Trang Duệ vào núi. Bọn họ chuẩn bị đầy đủ đề phòng bất trắc xảy ra, bọn họ đi là đi liền một mạch đến khe núi, nơi đây từng đồn đãi làm con người ta có đi mà không có về, ngay cả vết thương cũng không thấy. Vô đến đây cảnh đẹp thì có đó, thơ mộng cũng có, nhưng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Bành Phi đi dạo vòng quanh xem tình hình, vô tình nghe được nhóm người của Hồ Vinh muốn giết người diệt khẩu, Bành Phi liền về báo lại nhóm người Trang Duệ. Phi Phi đưa Trang Duệ rời đi trước, nhóm người kia quay về chỉ còn phát hiện Phi Phi cùng Bành Phi đang bỏ chạy, bọn chúng liền truy theo. Cũng may nhờ Bành Phi giỏi vỗ mới trốn thoát được. Phi Phi cùng Trang Duệ trốn chạy, hai người lăn xuống sườn dốc, Phi Phi ngất tại chỗ. Trang Duệ kêu cô liên tục nhưng cô vẫn không tỉnh, lúc này điện thoại cô có tín hiệu, tin nhắn vừa đến Trang Duệ đã nhìn thấy. Phi Phi tỉnh lại nhìn thấy Trang Duệ nhìn mình như kẻ thù, cô hoảng hồn, anh ôm đầu đau đớn cũng không cho cô đụng vào. Nhưng trời đất quay cuồng rồi, bỗng anh không còn nhìn thấy đường nữa, Phi Phi hoảng loạn nhưng cô phải trấn an anh, khi anh đã bình tĩnh. Anh trách cô vì sao lại lợi dụng anh mà đi báo cáo tình hình cho cấp trên, cô đi theo anh là có mục đích mà anh cứ ngây thơ tin cô. Trang Duệ lầm lũi lấy gậy mò mẫm mà đi, mặc kệ không cần sự quan tâm của cô. Cô biết mình sai, không khỏi lo lắng cho anh, cô hái quả dại cho anh cũng không cần.
Cô cố gắng thuyết phục anh tin cô, đưa đồ ăn cô chuẩn bị cho anh. Nhóm bên Bành Phi cùng Phủ Vân cũng không khá hơn, họ cùng ăn uống trong rừng cùng tìm đường ra, Phủ Vân vô tình ăn trúng chai độc. Bành Phi tìm thuốc giải thiên nhiên cho anh ta không cần suy nghĩ liền ăn lấy ăn để thuốc giải Bành Phi đưa. Trang Duệ đi một hồi đi không nổi nữa, nên Phi Phi đành kiếm chỗ cho anh nghỉ ngơi. Anh giả vờ nói đi vệ sinh để cô tránh mặt đi, anh đã thấy lờ mờ liền tự đi một mình. Cô phát hiện anh thế mà không thèm đi cùng cô thì vô cùng ghét bỏ, tức giận vì cái con người không vô ơn kia. Cô lo cho anh như thế mà. Sau khi ăn thuốc giải, Phủ Vân đã biết thế nào là công hiệu, anh mắc đi nặng liên tục, đến mức chỉ có thể bỏ đi bỏ về. Bành Phi thấy anh ta đuối như trái chuối, biết anh ta đi hết nổi nên đành cõng anh ta đi tiếp. Trang Duệ đi một hồi nhìn thấy được một ngôi nhà hoang liền vào nhà tá túc, lúc này bên ngoài đã có người nhìn thấy, được lệnh của Hồ Vinh liền muốn bắt anh. Phi Phi một lần nữa đánh cho bọn chúng lên bờ xuống ruộng kéo anh cùng chạy. Cô muốn đánh lạc hướng bọn họ nhưng Trang Duệ nhất định không cho, kéo cô cùng chạy. Bành Phi và Phủ Vân cũng nghe tiếng động liền chạy đến trên đường liền phát hiện Huyên Băng đưa người đến ứng cứu. Cô ta dặn dò hai người tìm thấy Trang Duệ phải đưa đi ngay, vì Hồ Vinh đã ra giá cao cho toàn bộ người dân Phan Can nếu bắt được Trang Duệ. Người của Tần Huyên Băng để lại cho bọn họ thành công đánh lạc hướng nhóm người của Hồ Vinh, nhóm người Trang Duệ tụ họp lại với nhau cùng nhau tìm cách ra khỏi rừng sâu nước độc này. Tiểu Văn biết mẹ mình muốn giết Trang Duệ liền đùng đùng tìm mẹ mình nói chuyện cho ra lẽ. Cô không ngờ người ta vừa cứu cô vừa cứu nhà họ Hồ mà mẹ cô lại như vậy, cô cãi nhau với mẹ mình một trận. Trang Duệ cũng tha thứ cho Phi Phi mặc dù biết cô không thể nói người cô đang liên lạc là ai. Nhưng anh chỉ muốn cô hứa từ đây về sau sẽ không nói dối hay giấu giếm gì mình. Lúc này ở trong rừng rồi, anh mới nhớ tới tấm bản đồ kia. Bành Phi chấp nhận đưa Trang Duệ đi, nhưng mọi chuyện phải theo sự sắp xếp của anh ta để giữ an toàn. Trong lúc đi tìm kho báu, Trang Duệ lại vô tình đạp lên một trái mình từ thời phát xít chống Nhật. Bành Phi có dịp trổ tài, gỡ mìn cho Trang Duệ, nhưng đang gỡ, Phi Phi lại liều mình đẩy anh ra, nhào vào giữ mìn thay anh. Phi Phi xin lỗi crush của mình, không thể đi về cùng cậu được, cô cam đoan một điều với anh từ trước đến giờ cô chưa bao giờ phản bội anh. Trang Duệ nhất quyết ở lại, Bành Phi biết khó lòng lay chuyển anh, bèn liều một phen, phá trái bom để cứu Phi Phi trên. Phi Phi xin lỗi Trang Duệ vì không thể kể hết mọi chuyện cho anh tạm tin cô nên cho cô biết về tấm bản đồ. Cô vui mừng vì trong tấm bản đồ này lại có biểu tượng như miếng ngọc trong vụ cướp. Bọn họ đi đến một nơi thấy toàn con nghiện. Phi Phi dụ dỗ tên bảo vệ, đánh hắn ngất đi, để đồng bọn cô có thể vào trong. Từ lúc đến chỗ nghiện này, Bành Phi như không giữ nổi bình tĩnh, đánh người chỉ có thừa sống thiếu chết, anh ta kể lại cho mọi người nghe. Trước đây anh trai anh ta bị giết dưới tay Đỗ Ngõa, anh ta từng thề sẽ trả thù và tận tay bắt được kẻ thù kia. Sáng ra anh ta liền trốn những người còn lại, phi như bay vào trong khu vực nghiện kia. Nhưng anh ta làm sao bắt được, bị Đỗ Ngõa lừa vào trong. Nhóm Trang Duệ lo lắng cho Bành Phi liền giả vờ là người mua hàng, vừa đến nơi, liền thấy được Bành Phi bị đánh đến tả tơi. Trang Duệ không giữ nổi bình tĩnh khi thấy bạn mình bị đánh như thế, may còn có Phi Phi kế bên, giúp anh không bộc phát sinh nông nỗi. Nhóm bọn họ được mời vào trong thương lượng lấy hàng, Trang Duệ cố tình dùng bản đồ làm vật trao đổi. Phi Phi lập kế hoạch canh đêm tối nội bộ bọn chúng lục đục, Phủ Vân đi cứu Bành Phi, còn Trang Duệ và cô đi xử lý tên đứng đầu bệnh hoạn kia. Tên đàn em một phát bắn chết tên đầu đàn nhưng hắn ta lại lật lọng không thả người, bắt giam hết cả bốn bọn họ chung một chỗ. Ngày hôm sau trói cả bốn bọn họ, còn đổ thừa tội giết đại ca lên đầu bọn họ, Phủ Vân đành khai ra bản đồ kho báu, để hắn ta không giết bọn họ liền, còn có cơ hội trốn thoát. Lúc này bà Hồ Vinh suy nghĩ lại, muốn gặp bọn Trang Duệ, vệ sĩ đại mã của bà cũng dắt lính đến nơi, nhưng rất khó cứu thoát. Bà cũng biết tụi buôn ma túy này rất khó dây dưa, con gái bà thì liên tục đòi bà cứu đám Phi Phi, làm bà đau hết cả đầu. Tên đàn em kia bắt Trang Duệ đi tìm đường trên bản đồ cho mình, nhưng hắn ta vẫn giữ ba người bạn của anh làm con tin. Chỉ cần Trang Duệ lừa dối hắn, lập tức ba người bạn của anh đi đời nhà ma. Nhờ Trang Duệ nhìn thấy đã đưa họ đến nơi có kho báu, đó là một hang động, trong đó chứa đầy vàng. Bọn chúng vô cùng hồ hởi mà chia vàng. Cùng lúc ở căn cứ, một nhóm đàn em khác đã tìm ra được tên đàn em kia giết đại ca, bọn chúng muốn trả thù cho đại ca liền lên đường truy đuổi. Nhân lúc bọn chúng hỗn loạn, cùng đánh giết nhau, ba người kia thoát ra được còn cứu luôn Trang Duệ, chỉ cần ngồi xem phim thôi. Nhóm của Huyên Băng đến cứu bọn họ, Trang Duệ vì quá chóng mặt cũng ngất đi, khi anh tỉnh lại đã quay về nhà ở Trung Quốc. Anh nhớ lại được hình ảnh anh thấy cuối cùng là Huyên Băng, cô ấy còn lấy được món đồ anh tìm thấy trong hang động. Nhưng điều đặc biệt là Phủ Vân lại nói người cứu bọn họ chính là Đại Mã, nhóm người của Hồ Vinh. Phi Phi cũng đã được phục chức, quay về đội. Cô đến nhà hỏi thăm anh cũng đoán ra được người cô muốn điều tra chính là Tần Huyên Băng.
Cô cần anh tỉnh táo suy nghĩ lại xem có phải những chuyện trước đây xảy ra xung quanh anh là có liên quan đến Huyên Băng hay không. Huyên Băng đem món đồ mà Trang Duệ tìm được về nghiên cứu, cô ta đọc được những dòng chữ cổ trên đó. Người viết những dòng chữ này cũng có siêu năng lực như Trang Duệ. Nhưng đến cuối cùng là mất cả năm giác quan, đau đớn đến chết, cô vô cùng lo lắng cho anh nên lập tức cho người điều tra. Lưu Giai gặp lại Phủ Vân, bao nhiêu ngày nhung nhớ, còn nghe anh bày tỏ nỗi lòng cô vô cùng cảm động, thế là 1, 2, 3 hôn hôn. Lưu Giai đến thăm anh, nhưng Trang Duệ lại ngủ chỉ khi nghe Phủ Vân kêu Phi Phi mới chịu tỉnh lại. Phủ Vân cùng anh Mã và Trang Duệ đi dạo chợ đồ cổ, Trang Duệ buồn rầu, mệt mỏi nhìn vô cùng thiếu sức sống. Ngay cả khi anh Mã nhìn thấy cũng nhận ra có người đau khổ vì tình. Phi Phi đem đến làm nhiệm vụ bắt một vụ buôn lậu tượng ngọc, cô đem đến cho ông cổ xem, ở đây còn gặp được giáo sư Mạnh, tượng ngọc này vô cùng quý của nội Mông Cổ. Cô nghe liền muốn đi theo Hiệp hội Ngọc Thạch điều tra, ông cổ ưu ái cho cô, muốn dẫn cô theo nên trao quyền trợ lý hiệp hội cho cô tiện hành động. Trang Duệ ngồi thừ người, hồn như trên mây, ngay cả chú Đức cũng phát hiện anh bất thường. Phi Phi nghĩ hết ra vụ án, liền đến nhà Trang Duệ đưa hình tượng ngọc một mắt cho anh xem. Trang Duệ muốn tìm hiểu miếng ngọc liên quan đến thế nào với tượng ngọc và sự thật đằng sau của nhà họ Tần, nên anh cùng theo cô và giáo sư Mạnh sang Mông Cổ. Mọi người đã đến Mông Cổ, họ cùng hòa mình vào những điệu nhảy cùng ăn uống vui chơi trước khi bắt tay vào làm việc. Cháu trai của ông cổ nhờ một người bạn sống tại nội Mông theo giúp đỡ, tên Bater, nhưng anh ta muốn anh chứng minh anh là một dũng sĩ thực thụ mới chịu giúp. Thế là cháu trai này vừa nhào lên đấu tay đôi với Bater, trong một cú liền bị quật ngã. Phi Phi nhìn đã ngứa mắt, nhất định đánh tay đôi với Bater để lấy lại danh dự. Anh ta nhất định không đánh con gái, lúc này một võ sĩ khác lên muốn thay mặt Bater đánh với cô. Phi Phi không cần mất sức quá nhiều đã thắng võ sĩ kia, Bater quyết định ra sân, không thể bị chê cười được. Phi Phi cũng rất bình tĩnh mà tiếp chiêu, nhưng dù cô có nhanh, cũng không thể mạnh bằng nên kết cục là thua thôi, Bater đòi cưới cô mới chịu làm hướng dẫn viên cho bọn họ. Dĩ nhiên cô sao mà chịu, Trang Duệ còn khó chịu hơn, đòi đấu với Bater, vừa nhìn Bater đã biết Trang Duệ thích Phi Phi, nên nếu anh thua, anh ta yêu cầu anh phải rút lui không được theo đuổi cô nữa. Trang Duệ không thể là đối thủ của Bater, anh dùng đôi mắt vàng nhìn ra được vết thương cũ trên chân anh ta, nên cứ nhằm vào đó mà đánh, thế là trong một cú xoay người, anh đã thắng Bater. Bater làm hướng dẫn viên cho bọn họ, nhưng cứ mon men muốn theo đuổi Phi Phi. Mọi người đã tìm được đường vào một hầm mộ cổ, đường đi đầy tơ mạng nhện. Càng vào trong càng kỳ bí, làm những người khảo cổ như giáo sư Mạnh vô cùng thích thú. Nhưng đi một hồi lại phát hiện hết đường, một bức tường chặn lại làm họ phải đi lối khác. Trang Duệ cứ nhìn những hình ảnh trên tường đến ngẩn ngơ, đến lúc anh ngất đi, đã được đưa về lều trại. Hôm nay sau khi tìm hiểu kha khá, mọi người vào hầm mộ lần nữa. Càng đi sâu vào, Trang Duệ càng mệt mỏi, mất sức thậm chí hoa mắt. Mọi người bắt đầu công cuộc khảo sát, Trang Duệ nhìn sâu vào mộ huyệt, bên trong chứa đầy thủy ngân, anh ngày càng mệt, không thở nổi, đưa về lều thì lại tỉnh lại, mọi người chỉ nghĩ anh bị thiếu dưỡng khí do thể chất yếu. Chỉ có anh biết rõ bản thân mình ra sao. Anh tỉnh lại liền tìm kiếm cuốn sổ vẽ cấu trúc quan tài, nhưng cuốn sổ nằm trong tay giáo sư Mạnh. Anh không yên tâm, cũng may vừa lúc giáo sư chuẩn bị mở nắp quan tài, anh đã liền hệ kịp cảnh báo trong quan tài có chất thủy ngân, cần mang mặt nạ phòng chống độc mới được mở. Anh vẫn không yên tâm nên đến tận nơi xem thế nào, mọi người nhìn ra được anh đoán đúng bên trong đầy thủy ngân, nhưng khi mọi người chuẩn bị lấy thủy ngân ra, anh lại đau đầu kịch liệt, Phi Phi đỡ anh vào lều nhìn anh đau đớn mà cô lo sốt vó. Cô ra sức kiểm anh để bác sĩ trích cho anh mũi gây mê và giảm đau. Trợ lý của Huyên Băng luôn đi theo bọn họ, chúng muốn gây bất lực cho cô, cũng may Bater cứu kịp. Phi Phi không nghĩ nhiều liền lên ngựa nhờ Bater giải quyết dùng, anh nhìn cô mà ngất ngây con gà Tây, soái như vậy không hổ là người con gái Bater anh thích. Phi Phi bất chấp tay bị thương chạy mang thuốc về cho Trang Duệ, cô gặp Bater cảm ơn anh ta đã cứu mình, nhưng bị anh ta ép hỏi có ý gì với mình không. May mắn cháu trai của ông cổ gián đoạn cuộc nói chuyện, Phi Phi mừng hết lớn lôi cậu ta vào với Trang Duệ. Cháu ông cổ đưa bàn cờ ngọc lấy trong quan tài cho ông cổ xem, ngay cả giáo sư Mạnh cũng chưa biết bàn cờ này là như thế nào. Ông cổ đoán trong ngôi mộ còn gì đó nữa mà mọi người chưa phát hiện. Ông cổ nghe tin Trang Duệ không được khỏe thì vô cùng lo lắng, ông như biết được chuyện gì đó nên lòng cứ lo ngại không yên. Trang Duệ sau khi ổn định hơn đã đến giúp đỡ giáo sư Mạnh. Mọi người xuống mộ để xem còn thiếu sót gì không, trên bức tường lại là hình ảnh bàn cờ vây. Bàn cờ ngọc mà họ tìm được trong quan tài chính là để lắp vào chỗ bị khuyết của bức tường này. Trang Duệ dùng mắt vàng của mình nhìn ra được huyền cơ, ván cờ này vẫn chưa hoàn thành, anh liền di chuyển những quân cờ cùng với cháu trai của ông cổ để ván cờ được hoàn thành. Cuối cùng khi hoàn thành ván cờ, bức tường đã lay động. Anh nhìn thấy bên trong hình ảnh ngày xưa có một người đàn ông tóc trắng xõa dài,
điên cuồng dùng cây vẽ gì đó trên những trụ của hang động. Anh là người đi từng bước đầu tiên, xung quanh có rất nhiều đồ đồng, rơi vãi khắp nơi. Khi họ lên đến quan tài trên bậc cao nhất, mở nắp quan tài bên trong chỉ có những món đồ đồng xưa cũ kỹ. Anh nằm mơ thấy một mình quay lại ngôi mộ kia, anh như nói chuyện được với người đàn ông nọ. Nhưng hỏi gì thì ông ta cũng không nói, đến khi hỏi về bí mật của Hoàng Kim Đồng, ông ta lại mở đôi mắt đầy máu nhìn anh làm anh giật mình tỉnh dậy. Giáo sư Mạnh phát hiện có người muốn lấy cắp tài liệu hầm mộ, bà ấy chỉ kịp la lên trước khi bị đánh ngất. Trang Duệ cùng Phi Phi chạy đến kịp đưa giáo sư về băng bó và nghỉ ngơi. Dù bị thương nhưng bà vẫn muốn tiếp tục khai quật, thì ra Tiểu Nhậm học trò của bà là tay trong của trợ lý Huyên Băng. Anh ta chính là người bán tài liệu hầm mộ ra bên ngoài và làm bị thương giáo sư của mình. Trang Duệ vào phòng của Tiểu Nhậm phát hiện máy quay chụp lại tài liệu, anh liền muốn đem đến cho giáo sư. Tiểu Nhậm biết sự việc bại lộ bèn lên tiếng thú nhận tất cả, xin Trang Duệ tha thứ cho mình. Trang Duệ nhất định đến gặp giáo sư, Tiểu Nhậm nổi lên dã tâm, dùng sẻng muốn đập chết anh. Trong khi đó trợ lý Huyên Băng từ trên cao bắn súng ngắm về phía Tiểu Nhậm, cũng may là vết thương chỉ ngay vai và không đụng đến động mạch chủ. Sau khi sự việc hoàn tất, mọi người chia tay ba tơ lên đường trở về. Trang Duệ cùng mọi người có cả ông cổ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho Phi Phi làm cô hạnh phúc không nói nên lời. Đương lúc tổ chức sinh nhật, Huyên Băng đến gặp anh, muốn anh đi nói chuyện cùng cô ta. Lật cái vèo, thế là anh liền đi, bỏ Phi Phi ở lại. Đến lúc anh về, cô cũng dự đoán được anh sẽ hợp tác cùng Huyên Băng và đi cùng cô ta. Cô đau lòng, khóc và bỏ về, anh muốn chạy theo nhưng không biết năn nỉ thế nào. Ông cổ bảo anh Phi Phi là cô gái tốt anh nên nắm thật chặt. Lưu Giai thương Phi Phi, thắc mắc vì sao cô không giận Trang Duệ luôn đi, sao cứ vì anh mà buồn. Sáng hôm sau Huyên Băng lại gặp Trang Duệ, muốn anh xem giúp nhà họ Tần khối đá. Anh hứa với cô ta sẽ giúp đỡ, nhưng điều kiện việc làm của nhà cô không phải chuyện phi pháp. Phi Phi đến Vân Nam hội họp cùng ông cổ, nhưng điều cô muốn là theo dõi Trang Duệ và Huyên Băng. Cháu ông cổ đưa Phi Phi đến gặp Trang Duệ, con gái người ta còn tức giận lắm, cứ mỉa mai anh, giận dỗi phụng phịu, làm anh phải năn nỉ gãy lưỡi. Buổi đấu giá diễn ra, nhận lời giúp đỡ từ ba con Huyên Băng, Trang Duệ liên tục nâng giá để khách mua với giá cao. Trang Duệ sau một hồi không muốn tiếp tục nâng giá, anh cho rằng có tham thì có thâm, giá đã gấp 3 lần giá ban đầu, không cần nâng nữa, nói xong anh bỏ ra ngoài. Một người đàn ông người Nhật cũng ra ngoài theo. Ông ta đi theo làm quen với Trang Duệ, ông cổ cũng thấy ông ta muốn tiếp cận anh, liền đi ra chào hỏi người đàn ông lạ mặt này. Trang Duệ muốn đền bù lại bữa tiệc sinh nhật cho Phi Phi, nên tạo thêm một bữa tiệc đầy màu sắc cho cô, tự tay trang trí sinh nhật cho cô. Cô thiệt dễ dỗ, thế là hòa, không tức giận với anh nữa. Trang Duệ từ ngày gặp lại Huyên Băng luôn lạnh lùng với cô ta, anh muốn đổi lại cuốn phù sinh truyện nửa tập sau mà cô ta lấy được từ tay bọn buôn thuốc phiện. Ông cổ hẹn gặp anh, nói có việc muốn nói, khi anh đến nơi thì ông đã gục chết trên bàn. Anh tìm thấy tin nhắn cuối cùng trên điện thoại ông cổ lại là của tên đàn ông người Nhật kia. Trang Duệ và cháu trai ông cổ tìm được những bức thư năm xưa mà ông giấu trong hộp, thì ra từ năm xưa. Ông của hai bọn họ đều đã gặp người đàn ông Nhật Bản kia, nhất là ông nội của Trang Duệ đã gặp người đàn ông này khi đang quan sát mộ cổ. Bọn họ sau khi đọc bức thư, càng muốn tìm ra hung thủ đã giết ông cổ. Bọn họ đưa hài cốt ông về nhà Phủ Vân đọc được những câu trong phù sinh truyện được giấu trong sổ của Trang Duệ, anh liền đi tìm bạn mình hỏi cho ra lẽ. Trang Duệ nghĩ đây là bạn thân nhất của mình nên không muốn giấu Phủ Vân nữa, một đường nói hết, Phủ Vân lo sợ vì bản thân bạn mình sức khỏe đang xấu đi giống như Phù Quyền trong cuốn sách cổ kia. Bành Phi cũng nghe được, giờ anh ta mới hiểu ra lý do vì sao lúc đó Trang Duệ lại dò ra được mình lúc bọn họ ở Myanmar. Ngay cả Phi Phi đứng bên ngoài cũng nghe được, cô rất lo lắng cho anh. Cô vừa thấy anh mệt liền muốn để anh nghỉ ngơi. Nhóm Trang Duệ trà trộn vào viện bảo tàng nhằm muốn tiếp cận người quản lý Victor, nhưng nói nặng nói nhẹ anh ta đều không chịu giúp đỡ nói rõ tung tích của người đàn ông Nhật Bản kia. Mọi người cùng nhau đi uống rượu, Trang Duệ đã say rồi, còn ngồi tâm sự với Phi Phi, anh nói với cô anh là chiến hữu của cô. Hai người cùng cũng ly. Đến khi về, Trang Duệ đã say khướt. Để anh lên giường, Phi Phi chuẩn bị đi, Trang Duệ nhanh tay nắm lấy tay cô, không cho cô đi, đã say vẫn còn sợ cô giận, bảo cô đừng giận thôi mà cô đã vui đến tít mắt rồi. Huyên Băng nhớ về Trang Duệ, anh đã phát hiện mọi kế hoạch của cô nhìn con dế ngày xưa anh tặng mà lòng thấy có lỗi vô cùng. Đồ trong viện bảo tàng bị trộm, Victor phải nhờ đến nhóm Trang Duệ, bọn họ diễn vỡ kịch cho mọi người xem và người có mưu đồ bị lừa. Phi Phi phát hiện ra kẻ khả nghi nhanh chóng đuổi theo. Phủ Vân vậy mà đuổi theo không kịp, còn Trang Duệ mặc dù chậm nhưng kiên quyết chạy theo cô, cuối cùng cô chạy chân không mà bắt được người chụp ảnh này. Bỗng đâu một nhóm người chạy tới đối đầu với bọn họ làm việc cho một người phụ nữ, cô ta kiên quyết phải Victor đến lấy mới trả đồ.
Ba người bị nhốt chung một phòng, Phi Phi có dịp nói hết những điều mình điều tra được về Huyên Băng cho anh nghe. Phủ Vân lúc này lại nghi ngờ sự việc xảy ra hôm nay là âm mưu của tên người Nhật kia và Victor. Bọn họ tìm đường ra ngoài phát hiện người phụ nữ bắt bọn họ chính là vợ của Victor. Vợ Victor cố tình gây nên việc này để bắt Victor xin lỗi vì tội đã ngoại tình và giải thích rõ với cô ta chứ không phải lạnh lùng bỏ qua mọi chuyện. Phi Phi đồng lòng ủng hộ cô ta đến mức làm hai người đàn ông như Phủ Vân và Trang Duệ cũng rén ngang. Phủ Vân và Trang Duệ đến gặp Victor thuyết phục anh ta đến xin lỗi vợ mình. Còn muốn tìm anh ta hỏi tội rõ ràng biết ai trộm còn lợi dụng bọn họ, anh ta không muốn đi xin lỗi vì anh ta không ngoại tình. Trong khi đó, vợ Victor và Phi Phi cùng nhau đấu võ cùng nhau uống rượu, giúp cô ta giải tỏa nỗi lòng. Phi Phi dẫn vợ Victor đến một nơi, Victor theo lời bọn Trang Duệ đã chuẩn bị sẵn, bó hoa hồng tươi cùng sân khấu lãng mạn cho người vợ anh ta yêu. Cuối cùng anh ta cũng chịu xin lỗi vợ mình, xin vợ mình tha thứ vì sự vô tâm và kiêu ngạo của bản thân. Ông ta cảm ơn bọn họ bằng cách dẫn bọn họ đi xem mặt ngọc thứ hai, Trang Duệ vừa nhìn liền đau đầu, muốn đụng vào và mang đi nhưng Victor không chấp nhận, đây là đồ của tên người Nhật kia, ông ta phải có chữ tín với bạn mình. Bỗng Huyên Băng cùng người của cô ta cho nổ cửa vào đánh cắp mặt ngọc, Trang Duệ thấy có bóng dáng người chạy ra liền chạy theo, anh quyết đối đầu vì anh nhận ra người này chính là Huyên Băng. Anh ta không ngờ mặt ngọc chính là thứ hy vọng sống duy nhất của anh mà cô cũng muốn lấy đi. Bọn họ hứa với Victor nhất định sẽ tìm mặt ngọc đem về. Vợ Victor cũng vừa đến kịp lúc, cô ta cho nhân viên mình đuổi theo dấu vết đồng thời báo lại cho Phi Phi. Trang Duệ gặp được người đàn ông Nhật Bản kia, ông ta kiên quyết không thừa nhận giết ông cổ, ông ta hứa sẽ gặp anh sau khi tìm thấy mặt ngọc. Huyên Băng cùng người của cô ta bị cả nhóm bọn họ bao vây, cộng thêm người đàn ông Nhật Bản chặn đầu còn lại. Người của cô ta biết không có đường lui, liền mang thuốc nổ quanh người, đe dọa bọn họ. Nhưng cũng may hắn ta bị khống chế kịp thời nên không thể làm thuốc nổ được. Khi hắn ta bị bắt lên xe, do vùng vẫy để nhảy khỏi xe, hắn ta đã làm rơi lại mặt ngọc trên xe. Như đã hứa, ông ta đến nói chuyện riêng với Trang Duệ về cái chết của ông cổ. Dù ông ta có nói trăm lần không giết ông cổ, mà thật ra có người muốn giá họa cho ông ta, thì Trang Duệ vẫn không tin. Anh đưa hình ảnh năm xưa cho ông ta xem, người trong ảnh là bố của ông ta. Anh dự đoán chuyện năm xưa, bố ông ta giết ông nội anh, còn ông cổ bao nhiêu năm nay luôn điều tra sự vật năm xưa. Nhưng ông ta thì ngược lại, qua lời kể của bố ông ta năm xưa người truy sát bố ông ta lại là ông nội anh. Câu chuyện năm xưa luôn là một câu đố rất lớn cho thế hệ đời sau. Ông ta đưa anh xem mặt ngọc, anh nói điều anh thấy trong mặt ngọc cho ông ta nghe, cả hai đều muốn biết mặt ngọc này có liên quan gì đến Hoàng Kim Đồng. Trang Duệ nhất định sẽ tìm ra câu trả lời. Trang Duệ cùng bạn của mình quyết định đi tìm câu trả lời cho sự việc năm xưa, cũng như tác dụng phụ của Hoàng Kim Đồng, để Trang Duệ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Bành Phi lái xe đưa bạn mình về đến sa mạc, được đón tiếp vô cùng nồng hậu, Trang Duệ hỏi về hang Phật nhưng họ lại chưa từng nghe. Phi Phi tặng Trang Duệ một chiếc còi để dù ở đâu, cô cũng có thể tìm được anh. Lúc nãy sa mạc lại có bão cát, A Lai, con của người quen Bành Phi lại đưa lạc đà đi một mình. Khi bão cát tan, mọi người phát hiện không thấy A Lai liền túa nhau ra đi tìm. Cuối cùng cũng gặp được cậu ta ngất giữa sa mạc, nhóm Trang Duệ liền cứu được đưa về lúc này ba cậu ta mới chịu nói thật năm xưa chính hang Phật tìm được ông ta. Ông ta cũng đã tận mắt hình ảnh con mắt khi mặt trăng chiếu xuống, nhưng hang lại rung chuyển làm ông ta sợ hãi và chạy ra khỏi đó. Sau này dù ông ta đến đó rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy hang Phật. Phủ Vân rủ Bành Phi vào dạo chợ, không ngờ anh ta thấy được tượng lạc đà, nghe đến 3 triệu cũng không nề hà mà trả tiền. Nhưng bỗng nhiên có người tự xưng là cảnh sát đòi bắt hai người bọn họ, Trang Duệ và Phi Phi phải đi bảo lãnh họ ra. Thì ra bức tượng lạc đà này lại là hàng nhái, đúng là Phủ Vân không được gì chỉ được cái báo. Phủ Vân chỉ chỗ mua tượng cho bạn mình, nhưng ông chủ cửa hàng vừa ăn cướp vừa la làng nhất định nói bức tượng là hàng thật giá thật. Anh một tay liền đập nát chứng minh bức tượng này là giả, chủ cửa hàng tức quá hóa cuồng, đòi đánh chết bọn họ, cảnh sát vừa đến kịp lúc bắt cả đám bọn chúng. Trang Duệ cùng bạn bè của anh muốn theo dõi những người buôn hàng giả kia. Phi Phi cùng Phủ Vân vào trong làng xem xét, nhưng không một bóng người cũng chẳng có ai. Hai người giả vờ ghé một cửa hàng kêu cửa nhưng chủ tiệm vẫn từ chối họ, nhưng Phủ Vân giở chiêu năn nỉ nên chủ tiệm vẫn cho họ vào ăn. Bọn họ điều tra xong sau đó xâm nhập vào một nhà xưởng bỏ hoang, họ tìm ra được người làm ra tượng giả, có kẻ phát hiện bọn họ báo lại cho ông chủ. Nhóm người Trang Duệ biết được người này không ác độc hay dã tâm chỉ là người có tài nhưng bị kẻ xấu uy hiếp, đe dọa làm chuyện này. Ông chủ kia cho một đống người đến bắt tất cả người nhóm Trang Duệ, sau đó lại đốt nhà xưởng làm người chế tác kia đau đớn không thôi. Những tượng kia là ông dày công từng ấy năm chế tác. Ông chủ kia cố tình đốt nhà xưởng của ông ta cảm thấy mọi thứ mình làm là để bảo vệ nhà xưởng, bây giờ nhà xưởng không còn, ông ta tự lấy cửa xe ô tô chèn nát tay mình.
Huyên Băng cũng đến cứu bọn họ, còn làm rớt lại con dế mà ngày xưa Trang Duệ tặng cô, nhưng anh lại kêu Phủ Vân vứt đi. Con dế đó không phải là của anh, còn ông chủ kia cũng bị công an gom cổ, ở ác thì gặp quả báo sớm thôi. Cả nhóm bọn họ sau khi bắt được bọn làm đồ giả, quay trở về sa mạc. Sau một đêm tất cả nước trong bình đều bị đổ ra ngoài, Phi Phi hỏi Phủ Vân có phải anh bất cẩn không đóng nắp kỹ hay không. Phủ Vân cũng hoang mang không biết có phải do mình bất cẩn vậy không. Trang Duệ không nói, nhưng anh cũng nghĩ Phủ Vân có bất cẩn đến đâu cũng không thể đóng nắp không kỹ tất cả bình nước. Mọi người cật lực đi tìm nguồn nước giữa sa mạc, may mắn cho bọn họ đã tìm thấy một hồ nước nhỏ giữa sa mạc rộng lớn, ai nấy đều vui sướng uống đến căng bụng mới thôi. Nhóm tay sai của Huyên Băng đã bỏ ít thuốc trong hồ nước này, ước tính trong một khoảng thời gian bọn người Trang Duệ sẽ không dậy nổi. Chờ siêu mặt trăng xuất hiện, bọn tay sai đã đi vào trong trước, nhóm người Trang Duệ cũng tỉnh dậy kịp lúc, cùng nhau đi vào hang Phật. Họ phát hiện một cánh cửa có cơ quan, thế là Trang Duệ thử mở ra, nhưng đằng sau ấy lại là một bức tường có khắc hình Phật. Nhóm người của Huyên Băng đã canh hai bên, chỉ chờ thời cơ mà hành động. Bành Phi và trợ lý của người đàn ông Nhật Bản cũng tiến lên đánh, nhưng làm sao cũng không thể chơi lại với súng và nỏ. Tên trợ lý của Huyên Băng uy hiếp Trang Duệ đưa mình vào trong. Nhóm Trang Duệ liền đi trước giả vờ quăng lại mìn nở làm bọn tay sai bị bỏ lại đằng sau. Nhóm của anh càng đi càng vào sâu, đến trung tâm của hang, ở đây có rất nhiều mảnh giấy ghi thông tin về những người sở hữu hoàng kim đồng. Bành Phi và Phủ Vân cùng xê dịch tượng Phật, cánh của dưới chân liền mở ra, Trang Duệ đi xuống liền lấy được tấm bản đồ. Mà theo Trang Duệ đoán là bản đồ đến mộ Phùng Quyền, người cổ đại anh từng thấy trước đây. Bọn tay sai cũng vừa lúc đến và cướp lấy bản đồ còn trói họ bên trong. Nhóm người canh gác bên ngoài vừa hay chạy vào cứu cả nhóm bọn họ, cùng nhau chạy ra ngoài. Khi cát nổi lên cũng là lúc hang Phật biến mất. Trang Duệ dựa vào trí nhớ đôi mắt đã nhìn thấy liền vẽ lại bản đồ, càng vẽ anh lại càng đau mắt đau đầu. Bên Huyên Băng và Trang Duệ cùng chạy đua với nhau tìm đường đến mộ. Ông Phùng thợ điêu khắc kia đưa cho anh một đồng điếu ngọc bích, ông cho rằng đây chính là đồ mà Phùng Quyền đã để lại, đó là đồ mà tổ tiên Phùng gia để lại cho người có đôi mắt đặc biệt. Nhóm Trang Duệ lên đường tìm mộ Phùng Quyền. Huyên Băng cùng tay sai của cô ta cũng đã đến trước đó không lâu, cô ta cho người theo dõi nhóm của anh. Huyên Băng quyết định đi theo Trang Duệ sẽ tìm được đường đến mộ, cô ta mặc kệ tay sai bảo cô phải giết anh. Anh là người cô thích, đã bao lần cô cứu anh, vì cô không muốn anh bị thương thì làm sao cô giết anh được. Tay sai thấy cô luôn mềm lòng, nên anh ta liền cho cô dùng mê dược làm cô ta không thể dậy nổi, hắn ta muốn giết Trang Duệ, hắn ta cho người mai phục từ trên cao. Không ngờ người hắn ngỡ giết được rồi lại chính là người giả làm Trang Duệ. Trợ lý của người Nhật kia bày kế để bọn tay sai tưởng lầm, đánh lạc hướng cho nhóm Trang Duệ đi đường khác. Huyên Băng trốn thoát được tay sai của mình, đến báo tin cho Trang Duệ nhưng rất khó mà Phi Phi tin được cô, lúc này trợ lý của người Nhật kia đến xác nhận điều cô ta nói là thật. Bọn họ đã tìm ra hang động và mộ, giữa đường còn khá nhiều bộ hài cốt, Trang Duệ đoán những người chết đi này chính là nhóm khảo cổ của ông nội anh. Phùng Quyền đã dùng cánh cửa bát quái làm cho Trang Duệ không thể dùng hoàng kim đồng để nhìn, anh càng cố nhìn thì lại càng nhức đầu. Hai cô nàng Huyên Băng thì khuyên anh nghỉ ngơi rồi dùng mắt thử lại lần nữa, Phi Phi thì lo cho anh. Cô nghĩ không cần đôi mắt vàng cũng có thể vào bên trong được, cứ thế hai cô vì mình Trang Duệ mà cãi nhau. Trang Duệ nghĩ Phi Phi đúng, anh vận dụng những gì mình đã học đã xem qua tìm cách vào mộ. Phủ Vân hy sinh mở cửa, cửa mở nhưng Huyên Băng nhất định đi ngược lại để cản nhóm tay sai, cô chỉ cần gỡ một vài viên đá chồng đá liền đổ ập xuống, đè rất nhiều người. Cuối cùng nhóm Trang Duệ cũng vào được bên trong tìm ra mộ Phùng Quyền, anh khảo sát hết xung quanh, cùng nhìn thấy những văn tự trên quan tài, anh đã biết đôi chút về thời Phùng Quyền ngày xưa. Nguồn gốc của hoàng kim đồng là do sự rò rỉ điện mà tạo nên, giống như Phùng Quyền ngày xưa sau khi bị đá va vào còn bị dòng điện tia sét đánh trúng. Từ đó hoàng kim đồng mới xuất hiện ở Phùng Quyền, còn anh ngày trước cũng vừa bị thương ở mắt, vừa bị điện giật do chuông báo rò điện. Tác dụng phụ đã bào mòn cơ thể Phùng Quyền, nhưng ông ta sống đến 102 tuổi, như vậy là có phần sau nhưng có người đã xóa đi phần sau này. Mọi người không thể tìm được điều gì khác hơn nên đành bái biệt những người đã khuất ra ngoài. Anh báo lại với người Nhật Bản kia và nhờ ông nếu được tìm giúp Huyên Băng, vì dù gì cô ấy cũng vào cùng với họ và cứu họ. Nhóm Trang Duệ tiếp tục tìm ngôi mộ của những người đồng đội đã hy sinh trong cuộc khảo cổ của ông nội anh. Nhóm bọn họ đi vào một ngôi làng yên tĩnh không một bóng người, nơi đây Trang Duệ đã tìm được bia mộ mà những người sống sót làm cho đồng đội xấu số của họ. Trang Duệ đào bên dưới tấm bia, liền thấy đoạn nhật ký của ông nội anh. Thì ra năm xưa lúc đang khảo cổ, có trận nổ lớn xảy ra, ba của người đàn ông Nhật kia đã bị thương, ông nội anh cùng người tên Tiểu Mã kia đưa ba của ông ta cố hết sức thoát ra ngoài. Họ cùng đến ngôi làng này nghỉ chân, khi ba ông ta tỉnh dậy, ông nội Trang Duệ cùng Tiểu Mã đưa ba ông ta đến một giếng cổ.
ba ông ta dùng hoàng kim đồng có thể thấy được sâu trong giếng là mạch nước cuồn cuộn. Ông nội anh nghe lời người bạn này liền xuống giếng đào, liền mừng rỡ vì đúng là có nước, thế là bọn họ được cứu rồi. Từ đó, ba ông ta dùng mắt của mình nhìn thấy được nhiều thứ, nhưng thời gian sau đó mỗi lần ông ta dùng mắt liền bị nhức đầu kịch liệt, mù tạm thời hoặc điếc. Tiểu Mã đi chung càng ngày càng kỳ lạ, anh ta luôn đem đồ đến cho ông ta nhìn, ông ta không theo thì hắn đòi đập đồ đập đạc. Anh ta nổi lòng tham, liền dùng súng không chế bắn ba ông ta đòi ông ta đưa mắt cho mình. Ông nội anh liều mình cứu ông ta, Tiểu Mã đuổi theo, ông nội anh biết không thể hai người cùng trốn, ông nội anh đành nhào ra đánh lạc hướng để ba ông ta chạy thoát. Cuốn sổ ghi đến đó là hết, không có đoạn kết, cũng không biết ông nội anh còn sống hay chết. Đêm đến Trang Duệ không ngủ được, anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra, anh cuối cùng đã hiểu ông nội mình nói minh minh chi cực vi chiêu chiêu là gì. Anh quyết định đi đến mộ Phùng Quyền một mình, có vẻ anh cũng đã hiểu bí mật của Hoàng Kim Đồng, sáng ra Phủ Vân đọc bức thư của anh để lại liền tức tốc gọi Phi Phi và Bành Phi. Anh đến cửa mộ nói lời cuối cùng với Huyên Băng, cũng kể cho cô nghe bí mật về Hoàng Kim Đồng mà anh đã hiểu được. Trang Duệ nói với bạn mình anh quyết định quay trở về bóng tối buông bỏ Hoàng Kim Đồng. Người đàn ông Nhật với sự nhờ vả của Trang Duệ đã cứu được Huyên Băng. Trang Duệ đưa cuốn nhật ký của ông nội mình cho người đàn ông Nhật Bản xem, họ đều thấy ăn khớp với nhau nhưng duy chỉ có hung thủ giết ba ông ta thì vẫn chưa tìm ra. Phi Phi tìm thấy danh tính đoàn người khảo cổ năm xưa, nhưng duy chỉ có không có người tên Tiểu Mã, điều này làm Trang Duệ và người đàn ông kia vô tình bất ngờ. Trang Duệ gặp chú Đức kể hết mọi chuyện cho ông nghe, thậm chí anh kể luôn về người tên Tiểu Mã kia. Người đàn ông Nhật Nakagawa kia cho người điều tra Huyên Băng thì ra người ba họ Tần kia chỉ là cha nuôi của cô. Tất cả những gì cha nuôi cô nói chỉ là lừa đảo, ông ta đã âm mưu cướp châu báu Tây Hoàng, cái chết cha ruột cô cũng liên quan đến cha nuôi cô. Huyên Băng không ngờ người cô trung thành bao lâu nay lại là người hại cả gia đình nhà cô. Phi Phi đi kiếm danh tính từng người từng nhà của người trong nhóm khảo cổ năm xưa. Phi Phi đưa những gì mình điều tra được cho Trang Duệ và người đàn ông kia xem. Huyên Băng đi tìm câu trả lời năm xưa, tìm người thanh niên năm xưa bảo vệ cô, thì ra những gì người đàn ông kia nói đều là sự thật, ba nuôi cô đã âm mưu giết ba ruột cô, chiếm lấy tập đoàn. Cô lẻn về nhà nhìn thấy tấm hình cô và ba mình chụp chung. Bên trong có dòng nhắn gửi của ba cô nhắc nhở cô tránh xa ba nuôi và bảo vệ tập đoàn để không làm chuyện bất chính, bây giờ cô không muốn tin cũng phải tin thôi. Người trong ảnh Phi Phi điều tra được lại chính là ba nuôi Huyên Băng, Tần Hạo Nhiên, có tham gia vào xưởng sản xuất ngọc thạch năm xưa. Huyên Băng đặt máy nghe lén trong thư phòng ông ta, nên nghe được đoạn nói chuyện của ông ta cùng với người khác đòi đối phó với Trang Duệ. Kỳ này đồn cảnh sát còn cử thêm sư huynh cô Châu Lâm Dương đến giúp cô trả án. Anh xoa đầu cô an ủi làm Trang Duệ kia đi đến liền ghen tức không thôi. Phi Phi nhìn nét ghen của Trang Duệ thấy đáng yêu không thôi, giải thích thế nào anh cũng không tin cứ bực bội rậm rãi. Huyên Băng muốn điều tra xem người hợp tác với Tần Hạo Nhiên là ai nhưng tìm thì không được, nhìn cũng không thấy còn bị bắt ngược. Tần Hạo Nhiên theo lời hẹn gặp Trang Duệ và Nakagawa, bọn họ muốn tìm Huyên Băng nhưng ông ta luôn giả ngu không biết. Bành Phi cùng trợ lý của Nakagawa cùng đánh cho bọn người của Tần Hạo Nhiên tan tác cứu Huyên Băng ra ngoài. Huyên Băng kể cho mọi người nghe tướng tá của người đàn ông hợp tác với Tần Hạo Nhiên, Phi Phi nghi ngờ người này chính là Mã Đằng Phong, người đã giả chết để che mặt mọi người. Khi hai người vừa ra khỏi cổng, một chiếc xe hơi lao đến muốn đâm vào bọn họ, anh muốn chắn cho cô, còn cô lại đẩy anh ra, hứng chọn cú đâm của chiếc xe. Cũng may, cô được đưa vào cấp cứu kịp thời nên tạm thời không sao. Nakagawa biết Trang Duệ muốn làm liều, được ăn cả ngã về không nên ông muốn ngăn chặn bọn họ gặp nhau. Trang Duệ cùng Bành Phi đến gặp Tần Hạo Nhiên, đi thẳng vào vấn đề dùng mặt ngọc đổi lấy mạng của Mã Đình Phong. Trong khi đó, Huyên Băng lợi dụng lúc ông ta không có nhà, dắt trợ lý của Nakagawa vào nhà tìm chứng cứ phạm tội của ông ta. Ông ta về đến lại bị Huyên Băng khống chế, lấy được USB chứa chứng cứ phạm tội, nhưng vừa nhìn thấy ông ta bắt được Trang Duệ liền phải đưa lại USB. Lúc này hai người họ bị khống chế, Phi Phi vừa đến kịp giải thoát Huyên Băng và trợ lý của Nakagawa. Phi Phi được báo lại bọn tay sai đã trốn thoát để hội họp cùng Tần Hạo Nhiên. Phi Phi đuổi theo xe của hắn ta liên tục giữ liên lạc với Tần Hạo Nhiên, hắn tin ông chủ của mình nhưng ông chủ hắn lại muốn diệt cỏ tận gốc, kêu hắn ta chạy vào đường cụt, xe đâm vào tường hắn ta trước khi chết kịp báo lại vị trí của Tần Hạo Nhiên cho cô. Nhưng khi cô đến nơi, ông ta đã đi trước một bước đánh ngất người trợ lý bỏ chạy khỏi khách sạn. Trang Duệ và Phi Phi đem đồ đến cho chú Đức nhưng chú Đức không cho họ vào nhà, càng rời đi Trang Duệ càng cảm thấy gì đó không đúng. Đúng lúc Tần Hạo Nhiên gọi cho anh báo ông ta giữ chú Đức, Trang Duệ và Phi Phi về chuẩn bị sau đó cùng đội cảnh sát bao vây nơi hẹn của anh và Tần Hạo Nhiên. Trang Duệ xem chú Đức như người thân của mình, đồng ý đem cuốn nhật ký của ông nội mình ra trao đổi. Cảnh sát lúc này cũng vừa ập vào,
chú Đức muốn cản đạn cho anh, Phi Phi vừa kịp bắn Tần Hạo Nhiên. Cuối cùng người khóc thương ông ta cũng chỉ còn người con gái ông ta luôn lợi dụng, Huyên Băng. Huyên Băng tìm thấy trong gậy gỗ của Tần Hạo Nhiên có bút ghi âm, trong đó là cuộc nói chuyện của ông ta và chú Đức. Huyên Băng phát hiện ra chú Đức chính là Tiểu Mã năm xưa. Cô liền đưa đoạn ghi âm này cho Trang Duệ nghe. Anh không thể tin lão Mã họ tìm kiếm lại luôn bên cạnh anh, người mà anh tin tưởng nhất. Huyên Băng sau mọi việc đã chọn cách rời đi và tự thú, cô để lại bức thư tạm biệt cho Trang Duệ, Nakagawa bảo ngôi nhà của ông ta luôn chào đón cô. Bây giờ mọi người mới phát hiện ra tất cả vụ án trước giờ đều do chú Đức vạch ra kế hoạch, bất ngờ chưa bà già. Cảnh sát điều tra được chú Đức đặt vé đi Kiev, ông ta muốn tìm mảnh ngọc còn lại của viện bảo tàng. Nhóm Trang Duệ cũng theo chân chú Đức qua Kiev, tá túc nhà Victor, họ điều tra được chú Đức đã gặp Long Côn, người đứng đầu trong giới đồ cổ của Kiev. Trang Duệ ngày càng đau đớn, đau đầu đến kịch liệt nhưng vẫn muốn tìm được mặt ngọc, bắt bằng được chú Đức kia. Trang Duệ, Phi Phi cùng trợ lý của Nakagawa bị người của chú Đức bao vây, chú Đức gặp riêng anh không thể hiểu nổi sao ông ta lại làm thế, sao ông ta diễn trò đạt đến vậy. Thì ra chính chú Đức là người đã giết ông cổ, vì ông ấy đã biết thân phận Tiểu Mã của ông ta. Phi Phi được thả nhưng chú Đức kia chỉ muốn giữ mỗi Trang Duệ, thì ra ông ta luôn muốn một thứ đó là Hoàng Kim Đồng. Trang Duệ không ngờ người mình tôn kính là thầy bao lâu nay lại là người tham lam, tàn nhẫn như vậy. Chú Đức kể lại cho anh nghe những chuyện ông ta cùng ông nội anh và ba của ông Nakagawa trải qua. Thì ra trợ lý của Nakagawa chính là nội gián, tất cả mọi chuyện của ông cổ do cô ta nói cho chú Đức biết. Chú Đức kia muốn bán một lượng lớn văn vật Trung Quốc sang Kiev, Phi Phi liền nhờ đàn em mình kiểm tra từ phía Trung Quốc. Nhóm Phi Phi đến gặp chú Đức để cứu Trang Duệ, chỉ cần một người nên Phi Phi đành để Bành Phi bên ngoài, một mình cô vào trong gặp anh. Bao nhiêu lo lắng và thương nhớ như vỡ òa. Hai người nói chuyện, chú Đức phía ngoài liền nghe lén, cô biết được đành làm nhiễu sóng âm, hai người tranh thủ lúc không ai nghe được bèn bàn bạc kế hoạch. Phi Phi đồng ý điều kiện đưa hàng cho ông ta để ông ta thả Trang Duệ. Trang Duệ canh lúc chú Đức không có ở đây, liền dụ dỗ người hợp tác với chú ta để nội bộ lục đục. Lúc này anh dùng Hoàng Kim Đồng liền nhìn thấy được dãy số mà người hợp tác này gọi cho chú Đức. Có tật giật mình, người hợp tác này liền gọi cho người vận chuyển để xác định hàng đã đến an toàn hay chưa. Biết mình bị gạt liền canh anh đang chóng mặt, đánh anh văng vào ống nước ngất đi. Bành Phi nhân cơ hội đạp người hợp tác này một cước ngất tại chỗ. Trong khi đó, Phi Phi cùng Phủ Văn câu kéo thời gian của chú Đức, tạo thời cơ cho Trang Duệ thoát ra ngoài. Nhưng chỉ với mỗi Bành Phi không thể cứu thoát anh, Bành Phi đành đưa anh về lại nơi nhốt, về báo tin cho Phi Phi, nhắn dãy số cho cô nghe và báo tin trợ lý của Nakagawa vốn là nội gián. Chú Đức muốn lấy mảnh vỡ trong não của Trang Duệ ra còn anh sống hay chết, ông ta không quan tâm. Nhóm người vận chuyển văn vật bị cảnh sát Trung Quốc tóm gọn, bắt sống không chừa một ai. Nhưng tin tức lô hàng không bị phát tán ra bên ngoài nên bên chú Đức còn khoái chí lắm. Ba ngày sau, Trang Duệ đã được chuyển đi để chuẩn bị làm phẫu thuật. Cảnh sát theo lệnh của Phi Phi đã giả dạng văn vật bắt sống được Long Côn. Hắn ta liền khai Trang Duệ đang ở bệnh viện Thánh Ai, còn dọa bọn họ, anh sắp phẫu thuật làm Phi Phi và Bành Phi lo sốt vó. Chú Đức bao vây xung quanh bệnh viện là cảnh sát, thay vì bỏ trốn, ông ta lại bắt bác sĩ làm phẫu thuật ngay và liền. May mắn, Phi Phi và Bành Phi vừa chạy đến kịp lúc ngăn cản ông ta, Phi Phi khuyên ông ta tự thú nhưng ông ta vẫn luôn cho mình được quyền lấy cái không phải của mình. Cảnh sát Kiev vừa đến thấy ông ta sắp nổ súng bèn bắn một phát sượt ngang mắt ông ta. Phi Phi và Bành Phi đưa Trang Duệ ra ngoài, Phủ Vân và Victor cũng tới nơi, bây giờ Trang Duệ vẫn có thể thấy lờ mờ. Sự việc qua đi, tất cả mọi người trở về Trung Quốc, Trang Duệ cũng khôi phục sức khỏe, anh đến thăm Huyên Băng ở trong tù, bây giờ cô còn dạy mọi tù nhân khác vẽ tranh. Mọi người cùng tù hợp tại nhà của Trang Duệ cùng ăn uống, có cả anh Mã, giáo sư Mạnh và cháu nội của ông cổ. Ai nấy đều vui mừng vì sau cơn mưa trời lại sáng. Trang Duệ quyết định đi gặp tiến sĩ họ Hồ để làm phẫu thuật lấy mảnh vỡ trong não ra, Phủ Vân và Phi Phi đều khuyên anh. Vì lo sợ sức khỏe của anh, nhưng anh đã quyết định rồi, bên anh còn có những người bạn bè tốt như bọn họ, thì anh còn sợ điều gì nữa. Trang Duệ đêm đến một mình đi dạo khắp nơi, nghĩ đến những việc vừa qua, cũng như những người anh đã từng gặp. Từng câu nói chú Đức dạy anh, ông ta là người xấu, nhưng ông ta lại dạy người học trò tốt là anh. Ngày anh phẫu thuật, bạn bè đều có mặt đưa anh vào phòng, tưởng vậy là bình yên ai ngờ, Nakagawa báo cho nhóm Phủ Vân không thấy chú Đức ở bệnh viện nữa. Thì ra cái cô nội gián kia đã đưa chú Đức trốn ra ngoài đồng thời phẫu thuật cùng lúc với Trang Duệ, cô nội gián còn nghe điện thoại của ai đó, hứa hẹn sẽ đem mắt ngọc trở về. Cái kết mở cho những ai thử tài suy luận, Trang Duệ sẽ khỏe mạnh trở lại, mắt của anh ta còn có siêu năng lực nữa không, chú Đức còn sống hay đã chết.